Đây. Đứng lên đi, la lên đi. Điện, điện ơi, lấy hỏi điện ơi. Trinh ơi, điện nó xuống bán đây. Cưng đang chật máy mà cưng đi ngoài vậy. Có khách vô thì kêu khách lội rồi điện mới lắp xuống. Đi rồi ai bấm kêu. Vô rồi mà. Cái này là đơn khách lẻ. Chia sẻ lại giùm em nha, chia sẻ lại giùm em đi. Nhọn sao ta tặng dép trước đây ha, tặng mấy bà mấy đôi giày nữa đi. Thôi tặng lại cho mấy bà mấy đôi giày đi ha. Để em tặng lại cho mấy bà mấy đôi giày, mấy bà chia sẻ lại cho em tặng mấy đôi giày cái đã. Tặng cho mấy bà mấy đôi giày mà chia sẻ lên cho tôi nha, mình chứ mình làm thành hội nhóm nha. Rồi vô rồi, chia sẻ lại cho em 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm làm lại luôn mấy bà ơi. Thật sự quá trời luôn, buông quá trời mệt đi. Đã sale lỗ rồi mà cứ gặp chuyện này chuyện kia hoài chứ mệt dữ. Chia sẻ lại nha mấy bà ơi. Đôi giày nè, 201 em tặng cho mấy bà luôn, 1k vô luôn, chia sẻ lại đi. 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm làm lại đi mấy bà. 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em đi, trời ơi. Cái áo này nó mất gượt luôn á, đỉnh dữ luôn á. Có lên clip tốt đó Diễm My, chờ chút em để tặng lại với mấy bạn, mấy bạn chia sẻ cái đã. Công sức mấy bạn bỏ ra chia sẻ thì chị phải tặng quà cái đã mới lên hàng được chị ơi. Rồi vô chia sẻ mấy bạn ơi. Chia sẻ nha, 5 lần giấy nhân và 5 lần hỏi nhóm giùm em nha. Khách hồi nãy mình có đơn mấy bà qua đây đi mấy bà. Mấy bà vô lại giùm tôi đi để chút để đủ hàng nè. Ổn chưa mấy bà, mạng ổn chưa? Mạng gì ổn chưa? À, Mỹ Tiên chứ đang dùng Mỹ Tiên Store. 36, chưng 36 thì họ chốt hả mấy bà. Rồi chốt mãi giùm em là giày 1k. Chia sẻ 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giùm em quay cái random cái đã mới tặng nha mấy bà. Rồi ok ổn rồi, ok vô nha mấy bà ơi. 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giùm em. Vô đây comment mãi là giày 1k cộng đã chia sẻ giúp em nha mấy bà ơi. Tôi nói không lỗi, không có một lỗi luôn mấy bà ơi, đỉnh giả mang vậy đó. Đó, cái hàng này không đẹp không bao giờ bán. Tôi nói là tôi bán nhiều nhất luôn á mấy bà. Cái loại giày tôi bán nhiều nhất trong các loại giày mà tôi bán luôn. Đỉnh vậy á. Rồi mình chốt mã là giày 1k giùm em cộng đã chia sẻ nha. Ai có logo người chia sẻ thì mới được chơi mini game ha. Rồi mình chia sẻ giùm em 5 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm. Tặng quay cái đã hay mà quay cho nó công bằng nha, chứ lướt một hồi cái em bị chửi dữ luôn á. Ha. Rồi quay em quay ha mấy bà. Rồi vô nha, em quay cái đi rồi chơi lên đồ liền, quá trời đồ rồi. Quá trời đồ để em quay tặng cái. Đưa hàng lên đây tiếp đi cái đây. Rồi chuẩn bị vô luôn đi, giờ em bán cho mấy bà ghẻ luôn á. Bán ghẻ cho mấy bà luôn. Mất cách nói luôn. Rồi vậy một cái cho mua mua nè. Rồi vô lại nha. Vô lại ổn chưa? Rồi vô nha. Rồi cái con này size của nó là size 38. Em tặng cho mọi người 50k. Giày 150, em tặng cho mọi người 50.000 luôn. Trời ơi, giày này size 38. Bà nào chân 38 thì comment mã là 38 50k giùm em. 38 giùm em nha, 50k. Chân 38 thì comment mã là giày 50 cho Bích Hạnh nè. Giày 50 cho Bích Hạnh có hơn luôn. Rồi ok, có trăm. Trời ơi, không ghim được comment mấy bà luôn. Không ghim được comment mấy bà luôn. Rồi, con này giùm em nha. Giày đen giùm em luôn, 50. Size của nó là size cho size của nó là size mấy đó? Size size 35. Size 35 nè, 50. Comment mã giùm em là giày 50. NY 50 cho Bích Hạnh nè. NY 50 cho Bích Hạnh luôn. Ok. Rồi cái này là 39, em tặng luôn 50.000. Trời ơi lỗ xỉu. Còn 39 nha, 39 với 3. Còn 39 hai đôi. Comment mã giày 50 giùm em, 39 hai đôi, comment mã là 50 giùm em. 50 nha, size 39 đúng mã giùm em nha. Size 39 giùm em 50 hai đôi luôn. Size 39 giùm em 50. Đẹp lắm, size 39. Mua về bán trăm mấy, Tết này là bán trăm mấy giùm tôi đi. Rồi 50, 50 cho Nhật Thanh nè. Còn một đôi 50. 50 cho Moon Moon nè. Ủa nhầm. 50 cho Lê Thị Tiết Phương. Rồi hết. Hết nha mấy bà, vô hàng quần áo. Vô hàng quần áo cho tôi nha. Trời ơi con này giờ bán nhiêu mấy bà,
Trời ơi, hàng này quá trời đỉnh luôn á, có mức ngực luôn nha, cực kỳ xịn. Rồi em xem cho mấy bà 45 đi. Rồi 45 là cái giá lỗ dữ luôn á. Em xem 45 nha. Mình chốt liền giùm em con này là trắng 45 nha. Trắng 45 giùm em, có mức ngực luôn, cực kỳ xịn. Rồi chốt liền giùm em trắng 45 nha. Mà con này không xin lấy, không cho không xin trả hàng đó, nó vậy đó mấy bà, không xin lịch trả hàng tôi vậy đó. Rồi mấy bà chốt liền cho tôi mã này là trắng nha, 45k. Hàng không đẹp không bán. Đúng rồi, chăm em mọi người có chia sẻ lên, chia sẻ nhiều lên. Rồi lúc nãy đang vai ổn luôn ấy bà. Rồi chốt lại giùm em mã là trắng nha, 45. Cái con này như gọi là tặng luôn á, không ai bán 45.000 luôn, đang bán 99.000, có mức ngực nữa nè. Cực dày, cực xịn luôn. Cái này là dáng cà rốt tốt giùm em nha, form rất là đỉnh. Rất là chuẩn luôn ấy bà. Đây vậy nè mấy bà. Form nó cực đẹp luôn. Mấy bà mặc được hai kiểu giùm em nha, một là trễ vai, hai là dạy giùm em nha. 45.000 giùm em, mình lên liền giùm em con này là trắng 45 nha. Trắng 45 giùm em, form tay tay phòng giùm em có nhúng nha, cực kỳ xịn luôn. Rồi trắng 45, thấy comment không chứ thấy à. Trắng 45 giùm em nha, Thùy Linh Nguyễn Thị có trắng 45 nè. Ok mọi người chốt trắng 45 giùm em nha mấy bà ơi. Trắng 45 còn ít à, Thuyền Trăng có trắng 45. Thuyền Trăng ghé lấy nè, rồi hết rồi, hết trắng 45. Em hết trắng 45. Rồi con này trắng đi, em xem cho mọi người 19k ha. Đứng ngoài luôn, nhỏ không biết sao luôn. Nhà sao vậy? Trắng 19 cho Nhi Hoàng. Mờ quá. Giờ không biết sao luôn á bà ơi, tôi thiệt. Cái phá này nó bị gì vậy đó. Gì? Do mạng hay sao mấy bà, chứ giờ tôi không biết sao luôn, mới đổi file khác luôn. Cái file này có mình tôi xài luôn á mà nó vậy, nó không biết sao luôn. Cái file này có mình tôi xài luôn á. Nhà này tôi có mấy cái file mà có mình tôi xài cái file này luôn á mà nó vẫn vậy. Rồi, chốt mã giùm em nha. Chốt mã giùm em là trắng đi. Trắng giùm em luôn, 29k đi, cái này sale lỗ. Trắng sale 29 đúng là một cái like bắt ổn, nó thật là bắt ổn luôn á em. Rồi trắng giùm em đi 29, 60.000 sale 29 luôn. Trắng giùm em 29 nha. Rồi để em xem trực tiếp luôn. Trắng 29 giùm em nha mấy bà. Rồi con váy body, body xẻ giùm em nha, 39k. Trắng 29 cho chăm em. Body nhớ là 29 giùm, 39 giùm em luôn. Body giùm em nha, 39k. Mã là body nó sẽ ở chỗ eo á, nó sẽ ở chỗ eo á. Rồi 39k mình cầm em mã là body giùm em luôn, 39.000. Nó sẽ ở chỗ eo á, siêu đẹp luôn á. Cái váy body nó cực đẹp. Rồi trắng 39 được 2 con. Trắng 39 giùm em nha, em còn được 2 á mấy bạn. Trắng 39 được 2 nha. Body 39 cho Kim Xuân. Rồi chốt body 39 cho Kim Xuân. Body 39 cho Nguyễn Văn, ok tình yêu có đơn luôn. Rồi set này 39 giùm em, cầm em mã là set xanh. Xanh giùm em nha, 39.000 vải thun lụa nó rất là mát luôn á mấy bạn. Thun lụa nó cực kỳ mát luôn. Xanh giùm em 39 hoặc là hồng giùm em luôn 39. Xanh hoặc hồng giúp em 39. Xanh hoặc hồng giúp em nha, 39k. Nè, chắc coi giãn vậy nè, đẹp vậy nè. Đó, thấy cưng lắm luôn á. Xanh hoặc hồng giùm em 39, chân váy ngoài sau 49 nó mới thành. Rồi, chốt liền giùm em xanh hoặc hồng nha, 39k. Ở cái quần này ngoài rất là đẹp mà trên loài nó chán quá. Thun của nó thun lạnh nên là mặc ngủ cũng đẹp nữa. Rồi xanh hoặc hồng giùm em 39.000 xét rồi, quá rẻ luôn á. Xanh hoặc hồng giúp em nha, 39k. Chân váy sau 49 em ơi. Chân váy sau 49 nha. Hồng 39 cho Huyền Trăng ghé lấy nè. Huyền Trăng ghé lấy nãy giờ có được. Rồi chốt cái set này mới được. Xanh 39 cho Nguyễn Văn. Rồi cái này lụa satin giùm em nha. Sau 39k luôn, comment mã là đen. Đen và trắng giùm em 39.000. Đen và trắng giùm em nha. Em mới lấy hàng về đẹp quá, cảm ơn. Cảm ơn cục vàng Nhung Khởi nha. Rồi chốt mã đen giùm em. Bộ này bộ latin giùm em luôn. Trắng và đen giùm em nha, 39k. Cái này mặc ngủ giùm em nha, mát lắm. Rồi trắng và đen giùm em 39.000. Trắng và đen giùm em 39. Cái quần giả váy ở phía sau đó cục vàng, cái đó là quần giả váy đó em. Rồi trắng và đen giùm em luôn 39k. Cái này là satin cao cấp luôn, mát rượi à. Đẹp lắm luôn, cái bộ này trăm mấy nè, sale 39k. Trắng và đen giùm em nha, 39.000. Trắng và đen giùm em nha, 39k. Trắng và đen giùm em luôn 39.000. Cái này là satin cao cấp, kèm giá vô nha anh Thư ơi, kèm giá kèm số điện thoại em ơi. Khách mới kèm số điện thoại nha anh Thư ơi. Trắng và đen nha bà ơi, 39k, form này 40-55kg vừa giùm em. 40-55kg vừa nha bà ơi. Trắng và đen giùm em kèm giá vô mới có đơn nha. Trắng và đen giùm em kèm giá vô. Rồi xếp này. Ờ,
cái set này hàng thiết kế luôn á. Hàng thiết kế luôn, em sale cho mấy bà 39 ngàn luôn đi, màu đậu giùm em nha. Comment mã là màu đậu giùm em luôn, 39k, quần có túi luôn á. Quần có túi luôn á, rồi chốt cho anh Thư nè. Rồi quần này quần có túi luôn, em sale cho mọi người 39 ngàn nha. Nè, comment mã là màu đậu giùm em 39. Mặc lên rất là xinh, đúng nào ơi, chốt liền giùm em mã là màu đậu nha, 39k. Màu đậu giùm em 39, quần coi giãn cực kỳ luôn. Màu đậu 39 giùm em, ok anh Thư, thấy là biết rồi, chị biết rồi nè. Rồi chốt mã giùm em màu đậu 39 nha. Màu đậu giùm em 39 ngàn. Rồi chắc coi giãn giùm em luôn, bên hông nó sẽ tà. Bên hông nó sẽ tà giùm em luôn, cái này sale 39 còn được 2 set. Còn được 2 set đẹp lắm mấy bà ơi. Rồi chốt mã set màu đậu giùm em 39 ngàn. Đậu 39 thì Vĩnh Thương nè, và Khánh Duy nè. Vĩnh Thương và Khánh Duy có đơn. Rồi con này giùm em là màu xám đi, comment mã là set xám giùm em luôn 39k. Set xám nha, 39 ngàn giùm em luôn, mã set xám giùm em 39k. Set xám nha, 39 giùm em luôn, set xám 39 giùm em. Set đậu hết rồi, set xám hoặc là màu cốm nha. Xám hoặc cốm giùm em luôn 39 nha mấy bà ơi. Rồi xám hoặc cốm giùm em 39. Xám cho gánh ù, gánh ù. Rồi con này giùm em là màu cốm 39, cứng luôn à. Màu cốm giùm em luôn 39. Màu cốm nha, 39k. Màu cốm 39. Cốm 39 giùm em luôn. Màu mà không thấy chế luôn á. Trời. Cái màu mà cũng không thấy chế luôn. Cái này hàng túi zip nha mấy bà, em sale cho mấy bà 60 nghìn luôn. Thun đẹp giùm em, thun này là hàng Tết nha. Cái này là thun hàng Tết giùm em, cái này là thun mặt Tết nha. Hàng rất là xịn, vải co giãn cực kỳ luôn. Rồi mình chốt liền giùm em con này là đỏ nha, 60 nghìn. Cái này là thun xịn hàng Tết nha mấy bà ơi, hàng rất là đẹp, vải xịn lắm. Chốt con này mặc Tết là xứng đáng luôn. Mấy bà biết thêm cái quần le giùm tôi nha. Quần le đen hoặc là xanh giùm tôi đi, bao xinh. Rồi hoặc là quần jean ôm, quần jean ống gọng gì đó cũng đẹp nữa. Rồi mình chốt liền cho em mã là đỏ đi, 60 nghìn. Đỏ 60 giùm em nha, vải đẹp lắm luôn á. Đỏ 60, thấy em như chanh chua, thấy em nha mỹ diệu. Lát quá hả, giờ không biết sao luôn mọi người. Rồi mình chốt liền em con này là đỏ đi. Đỏ đi bị ngồi 60 giùm em. Mới like có 1 tiếng mà dành nó lát hoài luôn. Mình chốt là đỏ giùm em nha, 60. Đỏ 60 giùm em. Đỏ đô đúng rồi Nhi Hoàng ơi, đỏ đô em, không phải lỗi tôi, đỏ đô đẹp đó. Rồi chốt mã đỏ giùm em 60 nha, giờ không có động lực like luôn á. Thấy em nha Thùy An, thấy em. Còn áo kiểu kim ngân còn nha. Giờ không có động lực like luôn á mấy bà, mà nó nói vậy sao giờ. Rồi con này giùm em đem sale mọi người 39 ngàn nha. Có gì kéo luôn, mình cầm em mã trắng và đen giùm em có 39 ngàn à mọi người, rất là đẹp. Xịn lắm luôn á, trắng và đen có dây kéo giùm em nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi, trắng và đen giùm em nha, chắc coi giãn. Trắng và đen giùm em luôn 39k. Rồi trắng và đen giùm em 39 ngàn. Xuất sắc. Trắng và đen 39, Nhi Hoàng đỏ đô 60, ok em. Rồi con này giùm em là trắng và đen giùm em nha, 39 ngàn luôn, xuất sắc nha. Trắng và đen giùm em, đây, mặc lên rất là xinh mọi người ơi, dáng rất tốt á, rất là đẹp. Dây kéo đen cho Nhi Hồ nè. Rồi còn trắng và đen mọi người cứ lên đơn giùm em, trắng với Vĩnh Thương nè. Rồi chốt mã trắng và đen em còn nha. Rồi trắng và đen em còn hàng, trắng và đen giùm em 39 ngàn. Trắng 39 cho Nhi Hoàng luôn. Rồi con này giùm em là xám nha, 40. Xám giùm em đi sale 40. Tương tác lên mấy bà ơi, xám sale 40 luôn. Xám em sale 40, tương tác lên giùm em nha. Rồi chốt mã xám giùm em 40. Xám giùm em 40. Xám 40 cho nhỏ Phương. Rồi con này giùm em là nu 45. Xám hết rồi mấy bà. Nu giùm em đi 45k, sale luôn 3158. Phương 3158 sale 45. Comment mã là nu giùm em 45 nha. Nu nha, 45. Chốt mã nu 45 giùm em. Thôi, có dép nha, mà có dép thì mình chờ chút nha. Có dép thì mình chờ nha. Rồi nu 45 cho Trần Thị Tuyết Huệ. Con này em sale cho mọi người 25 nha. Sale này 25 nha mấy bà ơi, rất là xịn luôn á, shop. Comment mã shop giùm em sale 25k. Nhìn cái chất, biết hàng xịn liền. Chuyển khoản. Rồi chốt mã shop giùm em 45 ở 25k. Mã shop nha, 25 vải rất là xịn luôn mấy bà nè. Nhìn xem cái chất vải nào mê lắm, form rất là đẹp. Rồi mã shop giùm em luôn 25. Lê Thị Tuyết Phương có shop 25 nè. Mình chốt mã shop 25 giùm em nha. Shop 25 cho Linh Đan. Linh Đan là khách mới lên chị số điện thoại em ơi. Cho Linh Đan khách mới lên chị số điện thoại nha. Mọi người chốt mã shop giùm em đi xem cận chất nè. Hàng siêu đẹp luôn á. Xăng con này về 25 người mấy bà bán nuôi là 80-90 nha. Linh NT Hạnh chị ở gạch chốt Cà Mau nha em ơi. Shop 25 cho Ngọc Thúy nè. Rồi mình chốt mã là shop 25 giùm em.
Vải này mấy bà ơi, mê luôn á. Cái này là em sale lỗi làm gì có giá 25 đâu mấy bà ơi. Rất là xịn. Mình chốt mã set thì shop thì mà em nha 25 ngàn luôn. Á à, shop này không có màu đen ngàn một vàng rồi. Rồi shop 25 cho bỏ anh Thư nè. Còn hai mà chốt liền đi shop 25 giùm em. Ok Linh Đan. Ồ quá trời đẹp rồi. Mít thêm cái quần đen nữa xuất sắc ha. Đẹp lắm bà. Cực đẹp luôn. Cái vải của nó đúng xịn á. Cái vải rất là xịn, form từ 40-58 cái quay loại vừa. Thì em có shop nè, em còn cái cuối cùng mà. Em còn có một cái cuối cùng mọi người lên đơn liền đây shop giùm em 25 nghìn luôn. Có 25 nghìn nè, Thùy An có rồi. Em còn cái mọi người lên đơn liền đây shop 25. Shop 25 giùm em nha. Ủa dép nãy chị like bên kia rồi Yến Phương. Dép hồi nãy đầu like chị like rồi đó. Rồi chốt mã giùm em là quần nha. Quần giùm em đem xây 139k. Quần rồi quần tay giùm em. Quần tay em gặp giùm em nha, xây 39k. Chốt mã quần giùm em 39 ngàn. Quần giùm em nha, quần màu nâu rất là đẹp. Quần 39 giùm em. Quần 39 giúp em nha. Quần 39 giùm em luôn. Ê, đưa mấy chồng à. Mấy chồng coi chứ. Mấy chồng đội chứ. Quần 39 Nhi Hoàng. Rồi cầm em mã là cam giùm em 9k. Cam 9k tương tác mới có. Cam 9k tương tác mới nhận được nha bà. Cam 9k tương tác mới có. Rồi xám giùm em luôn 9k tương tác mới có nha. Xám giùm em 9k tương tác mới nhận được. Rồi thì Linh Nguyễn Thị nè. Rồi xám giùm em 9k. Xám 9k giùm em cam hết. Cam hết, cam hết. Minh Thư ơi nhắn tin đi chị mới chắc đơn được em. Gì? Cam của cam của không phải Thùy Linh Nguyễn Thị. Đúng rồi, xám của Moon Moon. Rồi shop này em xem mọi người 25 luôn, comment màu lá giùm em 25. Mình comment mã là màu lá giùm em nha, 25k. Trời ơi cái màu nào nó đẹp quá mọi người. Rồi mình comment mã là màu lá giùm em nha, 25k. Con này bán 80.000, 90.000 và sale 25.000 luôn á. Rồi mình comment mã giùm em là màu lá. Mình cho em xin mã là màu lá giùm thôi. Form rất là đẹp. Đây cái chất xốp của nó để bà xem cái chất xốp nè. Rồi mình chốt giá cho em là 25.000 nha, là cái giá lỗi nhất luôn á. Không bán giá rẻ hơn nữa. Rồi xốp này 58kg nữa. 58kg mà em nhỏ là bon chen được đó em yêu. Rồi lá giùm em nha, 25 mà mấy bà ơi, rẻ quá trời rẻ luôn. Chưa có tiết phương rồi, xốp 25 cho Thùy Thanh nè. Kim ngăn có nè. Tiếp Phương lấy báo chị nha. Rồi shop 25 nha mấy bà ơi. Shop 25 giùm em. Lá 25 cho Kim Ngân rồi, ok. Có nha. Rồi chốt mã lá giùm em đi mấy bà, 25k à, vải rất đẹp. Vải shop rất đẹp nha mấy bà ơi. Chốt mã lá giùm em 25k. Màu lá nha, 25 giùm em. Lá 25 cho Tiếp Phương, em còn 2. Lá 25 nha mấy bà ơi. Trời ơi, cái áo này bán nhiêu giờ. Hàng này xuống nó gửi tới 3 220.000 luôn á. Giờ bán nhiêu giờ mấy bà. Cho tặng cho mấy bà 45k được không? Rồi mình cầm em mã giùm em là màu cớm đi 45. Trời ơi xuống nó gửi cho em mà tới 120 mấy ngàn á. Đẹp quá vậy. Màu cớm giùm em đấy bà ơi. Rất là xịn luôn á. Cái tan của nó nè mấy bà, xịn ha. Rồi mình chốt mã là màu cớm giùm em nha. Em sale cho mọi người với giá là 45 ngàn. Vải của nó nè. Vải của nó là hàng cao cấp mọi người, không phải là hàng thường đâu. Không phải là hàng may thường đâu. Hàng của nó là xịn, đúng xịn luôn á. Nè, nhìn xem cái cách vải nào mình lên liền giùm em mã là cớm nha. 45k luôn, quá đỉnh. Màu cớm giùm em luôn, 45 là có đơn. Cớm 45 là có đơn nha mấy bà ơi, vải rất đẹp luôn. Cớm 45. Rồi, con em sẽ cho mọi người 40. Comment mã giùm em là màu nu 40. Màu nu giúp em nha, 40 tay dài luôn. Hello ngăn, hello em mới vô nha. Rồi chốt liền giùm em mã là màu nu 40.000, con này đang bán 60-80. Sale cho mọi người 40 luôn. Rồi mình chốt trên like mới được giá này nha mấy bà. Mình lên liền giùm em con này là màu nu 40k. Màu nu 40 giúp em nha. Màu nu 40 giùm em nha mấy bà ơi. Nu 40 tay dài mặc rất là dễ thương mấy bà. Màu nu giùm em nha, 40.000. Rất là xịn. Rồi vải của nó đúng đẹp luôn á. Rồi chốt màu nu nha, 40k. Màu nu giùm em 40. Màu nu 40 giùm em nha. Nu 40. Không được ngăn ơi, hôm nay đi đơn ghi nha. Hôm nay đi đơn ghi nha. Rồi chốt mã xanh giùm em nha bà. 55.000 giùm em, chắc co giãn siêu vip luôn. Rồi thun ba 158 giùm em nha. Ở lộn 45 chứ nhầm rồi. Chốt mã giùm em là xanh 45. Xanh 45 giùm em. Xanh 45. Rồi xanh 45 tối có like á, tối có like, chắc tối này mạng ổn nè mọi người, chắc tối này mạng ổn. Rồi xanh giùm em nha 45. Xám luôn 45, thun ba 158. Thun ba 158, xám luôn 45. Xám giùm em luôn 45. Rồi con này giùm em là vàng 45. Vàng 45 nu 4. Nu nãy chứ đọc 40. Nu 40 cho Thư em. Rồi con này giùm em là vàng 45, thun ba 158, 45 nghìn.
nu cho thương em, nu cho thương em đúng rồi. Tối nay 8 giờ mới đòi, tối nay có phụ kiện nữa nha, nè rất là xịn luôn, 40.000. Comment mãi giùm em là đen 40 đi, không 3158 không đẹp trả lại luôn, không đẹp trả lại luôn. Comment mãi giùm em là đen 40.000, đen 40k giùm em nha, mình chốt mã đen giùm em 40k, đen 40k giùm em. Mã đen 40 giùm em nha. Rồi chốt mã đen 40, rồi mã này giùm em là mã gấu 40. Mã gấu giùm em nha, 40.000 nha. Giờ đen 40 cho Ngọc vào. Rồi ok Nhi Hoàng, ok em nha. Rồi chốt mã gấu giùm em nha, 40. Trời ơi xuất sắc luôn á. Gấu 40 giùm em, mã đen 40, gấu 40. Ba ga còn em ơi, ba ga còn. Gấu 40. Rồi ai chưa chốt cá này thì bây giờ mọi người chốt luôn để hết hàng đó mọi người ơi, vải đó đúng đẹp luôn á. Rồi mình comment mã là gấu dâu giùm em nhái bà, 45k giá cuối cùng luôn, 45k là giá cuối cùng, không còn giá rẻ hơn nữa đâu mấy nào. Chốt mã giùm em là gấu dâu 45 nha, gấu dâu giùm em 45k. Rồi chốt mã gấu dâu 45 nha, rồi gấu dâu 45 giùm em luôn ha. Rồi chốt mã gấu dâu giùm em 45.000, gấu dâu giùm em luôn 45k, vải đúng xịn đúng đẹp. Rồi mã là gấu dâu 45, gấu dâu 45. Thấy comment của em nha Nhung Nhung mà, thấy comment của em nha Nhung Nhung mà. Gấu dâu 45 nha. Lúc nãy là view ổn luôn á, bây giờ ít view thiệt luôn đó nào. Không hiểu sao á, ít view quá luôn á. Rồi lúc nãy là view đang rất là cao, bán rất là ok luôn, cái này trả lỗ. Có lên nó lên nữa em. Rồi. Rồi chốt liền giùm em con này là trắng đi. Trắng nha mấy bà ơi. Trắng giùm em luôn, logo thêm xe dùng người 30. Trắng giùm em luôn, xe 30 và xe lỗ luôn á. Trắng 30 giùm em là mình có đơn nha. Trắng 30 giùm em luôn. Trắng 30 giùm em. Trắng 30. Rồi, Dior, mã là Dior luôn 30. Mã Dior luôn, trời ơi cái form sang nữa bà. Form sang á, comment mã là Dior 30. Dior 30 giúp em nha. Dior 30 giùm em. Rồi, sơ mi dài nè mọi người, comment mã là sơ mi dài giùm em luôn 30. Dior 30 Nhi Hoàng. Sơ mi dài 30 giùm em nha, sắp bôi thiêu mấy bà ơi, đẹp lắm luôn á. Sơ mi dài giùm em 30, mã là sơ mi dài. Sơ mi dài nha, mới có đơn nha. Trắng 30 cho Trần Xuân. Trắng 30 cho Trần Xuân á, cái đầu tiên á. Trắng 30 cho Trần Xuân. Đúng rồi. Nè, như cái trắng đó đầu tiên nè mọi người, comment mã trắng giùm em bà có đơn à. Trắng giùm em 30. Logo bà ra là hả mọi người. Trắng 30. Rồi set này em sale cho mọi người 65 đi. Comment mã là đỏ giùm em 65, còn set cuối cùng á. Đỏ giùm em nha 65, đỏ giùm em set 65k. Còn set cuối cùng, mình comment mã là set đỏ 65. Sơ mi dài 30, em lại lấy ok thư AH. Sơ ok thư AH nè, cái sơ mi này để cho thư AH nè, lại lấy nè. Rồi chốt liền giùm em con này là đỏ nha. Đỏ giùm em 65, đỏ 65 cho Linh Đan. Ủa đỏ 65 cho Lê Thị Tuyết Phương comment trước kìa. Lê Thị Tuyết Phương comment trước. Rồi con này giùm em là Dior, comment mã là Dior giùm em nha 30. Mã là Dior giùm em 30. Mã là Dior 30 giùm em. Rồi mã Dior giùm em nha. Dior giùm em hết set đỏ hết rồi. Sơ mi Dior giùm em 30. Dior đó 30 đó. Dior 30. Dior 30. Rồi, sơ mi nhúng giùm em luôn đi 30. Sơ mi nhúng nha 30 giùm em luôn. Nhúng là sao nha mấy bà ơi, rất đẹp. Rồi chốt mã sơ mi nhúng giùm em nha 30.000. Sơ mi nhúng 30. Sơ mi nhúng giùm em luôn 30.000. Mấy con nó hot hot nè. Mấy con nó hot hot nè. Rồi chốt mã là trắng giùm em nha, mã trắng giùm em luôn 30. Trắng giùm em luôn 30. Trắng giùm em sơ mi bèo á, sơ mi bèo trắng nha bà ơi 30.000. Rồi chốt mã sơ mi bèo trắng giùm em luôn 30k. Sơ mi bèo trắng giùm em luôn 30. Rồi có Dior, có Dior nha em. Rồi chốt mã sơ mi. Rồi cái này sơ mi Dior. Cái chung váy này đúng không mọi người, chung váy là quần giả váy nha. Cái này là quần giả váy mấy bà. Nè bên trong là quần, bên ngoài là váy giùm em nha. Đẹp xuất sắc luôn, lên form tôi nói chuẩn đét luôn mấy bà. 49k lên liền giùm em. Mã là trắng hoặc đen 49, free size từ 40 đến 55kg lại vừa giùm em. Bên hông nó có dây kéo cho mấy bà nha, rất là tiện lợi luôn, cực kỳ xịn. Đây dây kéo nè, dây kéo xịn luôn á. Rồi trắng và đen giùm em nha mấy bà ơi. 49k giùm em nha. Trời ơi, lên cái form nhất nát thật sự. Đẹp lắm luôn á. Em là em xí một cái đó mặc còn rất là đẹp.
Rồi mình chốt liền giùm em mã là đen hoặc là trắng nha các ơi. 49k. Mít đồ mít rất là dễ rồi, mặc rất là đẹp luôn á. Rồi trắng hoặc đen giùm em nha. 49k phơm rất là đẹp, mặc lên tôn dáng lắm luôn á bà. Bên ngoài là quần, ở bên ngoài là quần giùm em nha, ở bên trong là ở bên ngoài là váy, ở phía trong là quần giùm em nha. Rồi, cái này là quần giả váy nha, rất là đẹp. Trắng và đen giùm em nhé bà ơi. 49k, chốt đơn liền trắng và đen 49 giùm em nha. Trắng và đen 49 giùm em là có đơn. Trắng và đen 49 giùm em nha. Trắng và đen 49 giùm em luôn. Trắng và đen 49 giùm em. Rồi xích xám thì em sẽ cho mọi người 62 món nha. Xích xám cầm em mã là xích xám 60 giùm em. Quần bơm móng rộng giùm em. Quần bơm giùm em nha. Quần bơm giùm em mã. Mã là xích xám giùm em nha, 60 nghìn quần bơm một cái hoodie giùm em màu xám. Rồi chốt mã xích xám giùm em 60k được 2 set. Xích xám giùm em nha, 60k được 2 set. Đây, xuất sắc luôn á. Quần bơm luôn, quá gia đỉnh rồi. Quần bơm giùm em nha, áo hoodie 60 nghìn giùm em luôn. Quần bơm, áo hoodie 60k giùm em. Rồi chốt liền giùm em mã là xích xám nha, 60 nghìn 2 set. Xích xám giùm em 60 nghìn được 2 set nha bà ơi, xuất sắc. Xích xám giùm em luôn, 60 nghìn được 2 set. Xích xám thì Vinh Vĩnh Thương nè, kèm giá cho em ơi. Rồi chốt mặt xích xám có con bộ nữa rồi. Còn có bộ sáng 60 cho Mai Tiết Hoa. Tặng Mai Tiết Hoa. Rồi trắng giùm em nha bà. Trắng giùm em luôn, 65. Cái này là hoodie dép. Hoodie dép giùm em, mũ to hai lớp luôn. Rồi mình chốt mã là trắng giùm em nha, 65k giùm em luôn. Xuất sắc chưa, phơm rộng lắm, dưới 65 cái vừa. Rồi trắng giùm em nha, 65. Trắng nha, 65. Rồi trắng 65 cho Trần Thị Tiết Huệ. Trần Thị Tiết Huệ có trắng 65. Rồi con này giùm em nè. Xanh giùm em luôn, 65. Xanh đen các bạn, màu xanh đen rất là hot luôn á. Màu xanh đen cực kỳ đẹp, 65k giùm em nha. Rồi chốt màu xanh đen giùm em 65. Đây, xuất sắc. Xanh đen giùm em 65 nghìn. Phom to dưới 65 ký vừa luôn. Xanh đen nha, mũ to hai lớp, cực kỳ xịn luôn mấy bà ơi, dài như hàng tàu vậy á. Cực kỳ đẹp giùm em luôn, dây kéo xịn luôn. Xanh 65 cho Mỹ Duyên. Rồi con này giùm em đi 39 ngàn luôn. Cầm em mã là hồng giùm em 39 sweater. Hồng giùm em nha, 39 ngàn sweater đó mấy bà. Hồng 39 giùm em luôn, hết xanh đen à. Rồi hồng 39 giùm em luôn. Hồng 39 cho Thùy Linh Nguyễn Thị. Rồi con này giùm em là dứa nha, 50k. Màu dứa giùm em luôn, trời ơi. Cái màu dứa này nó trắng da gì đâu mấy bà ơi. Màu dứa giùm em nha, 50 nghìn. Màu dứa 50, thun 3158 giùm em nha. Ôi mà cái set 4 lo ơi. Cái set 49 ngàn nè, set chở vai 49 ngàn nè Trinh. Rồi chốt màu dứa giùm em luôn nha bà ơi, màu dứa giùm em 50k. Màu dứa 50 em hết hồng á, em hết hồng mấy bà ơi. Hết hồng rồi, rồi đổi màu dứa giùm em đi 50, khung rất đẹp. Khung 3158 rất xịn luôn á. Rồi chốt màu dứa giùm em nha, 50. Rồi chở vai nè mọi người, sale mọi người 39k, cầm em mã là chở vai giùm em 39 ngàn. Mã là chở vai 39 nha là có đơn nha ơi. Mã là chở vai giùm em luôn 39k. Chở vai 39 giùm em. Ê, cái set đó bỏ ghi chưa? Rồi, mã là trễ vai giùm em 39 có cáo mà. Ờ, xuất sắc chưa? Rồi, comment cái set này 45 đó mọi người. Set yếm giùm em 45 đi. Một áo và một quần le là hết rồi. Cái này là hết luôn á. Rồi, chốt mã set yếm giùm em nha, 45 là hết hàng luôn ha. Rồi, chốt mã set giùm em 45, một cái quần le. Rồi, áo trễ vai cho Moon Moon. Rồi, chốt mã set giùm em 45k. Set 45 giùm em một áo yếm và một cái quần le rất là xịn luôn. Áo yếm và một cái quần le 45k, hai món. Rồi chốt mã set 45 mặc lên siêu bén luôn. Mặc lên siêu bén như thế nào. Rồi set 45 giùm em. Set 45. Áo đó có bán lẻ không? Không, cục vàng thôi. Không set là chốt set đi em. Rồi cái quần này size L nha mấy bạn, sale cho mấy bà 95 ngàn giùm em luôn. Mã quần size L giùm em, chốt mã quần L, con này đang bán 135 nha. Rồi chốt phim like size L được giá là 95 nghìn. Chốt mã quần L 95 giùm em luôn, rất đẹp. Trời ơi mấy bà, cái shop mua từ 150 đến 200 thôi làm gì mà có giá 135 như em bán đâu. Đó, nhưng mà trên like mà chốt được cái giá 95 nghìn thôi. Nó rẻ xuất sắc luôn á. Quần giùm em đi mấy bà, 95 nghìn. Thường Nguyễn có set 45. Set 45. Sao cưng bỏ chân rồi, để like nè. Cái khách chốt rồi bỏ vô, một tí nó bỏ vô trong kia. Bỏ gọt liền. Rồi chốt mã giùm em là chân, là quần nhớ là 95k. Quần 95 nghìn giùm em, quần nó rất đẹp luôn á. Quần siêu xịn luôn. Quần giùm em nha. Rồi set này em sẽ cho mấy bà 39k đó. Rồi set này 39 bán tương tác luôn á.
Rồi chốt mã set tay dài giùm em đi 39k. Set tay dài quần dài luôn 39.000, set trời ơi, set Dior nữa nó siêu hot luôn á. Set giùm em nha, tay dài quần dài luôn 39.000. Comment mã là set dài giùm em 39k. Set dài giúp em luôn 39.000 set à. Quá rẻ luôn á, mặc nhà không thoải mái nữa nào, đẹp nha. Set 39 giùm em chắc co giãn. Set 39 giùm em chắc co giãn nha rồi. Set 39.000 giùm em chắc co giãn. Set tay dài 39 nè. Em còn mọi người cứ lên đơn set 39 nha. Set tay dài 39 cho Thùy Thanh nè. Set tay dài 39 cho Diệu My nè. Ok em hết à. Hết nha rồi, hết set tay dài nha. Hết set tay dài luôn ha. Dạ thấy mấy heo nha, thấy mấy heo. Rồi comment mã là bomber giùm em 49.000 luôn. Bomber 49k giùm em nha. Cái này sale lỗ luôn á. Bomber dù hai lớp giùm em luôn, xám 49k. Bomber 49.000. Bomber 49 giùm em. Bomber 49 à, Như Hoàng. Bomber 49 giùm Như Hoàng. Mỹ Nhung Hồ nè, Mỹ Nhung Hồ có set 39 nè. Mỹ Nhung Hồ có set 39 luôn. Đó rồi, rồi in cho Mỹ Nhung Hồ. In tới Mỹ Nhung Hồ là hết đó con. Bomber cho Như Hoàng. Rồi ok. Rồi comment set nha. Comment set dài giùm em đi 39.000 luôn. Set dài giúp em nha 39k, chắc coi giãn luôn nha mấy bà. Set dài giùm em luôn 39.000. Trời ơi, set này không đẹp à, không có cái gì đẹp hơn. In tới Mỹ Nhung Hồ là đủ. Set dài giùm em 39. Set dài nha 39k. Set dài 39. À, Diễm My nãy có đọc không ta? Diễm My nãy có em ơi, nãy chứ có đọc là có rồi. Rồi chút. Rồi chốt mãi giùm em là set dài nha 39k. Set dài 39 giùm em luôn. Rồi set này sale 39.000 là lỗ sắp mặt luôn á. Rồi chốt mã set dài đi 39k. Set dài 39 giùm em. Set dài 39. Cái này ơi, cái này là quần giả váy luôn á mấy nè. Trời ơi xuất sắc chưa. Bên trong là quần, bên ngoài là váy mà nó xẻ vậy luôn á. Rất là xịn luôn á bà. Rồi em chốt cho mọi người với giá là 45k. 45k mình comment mã là quần giả váy 45 giùm em nữa bà ơi. Rất là xịn luôn. Nó ôm cực kỳ đẹp nha bà. Còn mình chốt giá là 45k giùm em. Mình comment mã giùm em là quần 45. Quần 45 giùm em nha. Rất là đẹp luôn á bà. Đây form rất đẹp luôn. Chốt mã quần 45 giùm em. Quần giả váy 45 hai cái cho Như Hoàng nè. Rồi chốt mã quần 45 giùm em. Hàng đẹp luôn á. Rồi quần 45 nha bà ơi. Rất là xịn. Đúng rồi Tiết Phương ơi, đúng rồi em. Đây xuất sắc luôn á bà. Đẹp quá họ, phía sau nó có dây kéo nè, dạng nó là quần á, là mặc thoải mái luôn. Thật sự mới là mặc thoải mái luôn, không tự ngại hết bà. Rồi chốt liền giùm em mã là quần như mấy bà 45k đắp chéo mà nó có xẻ hai bên vậy, rất là hot. Rồi xếp sọc dài cho Lê Thị Tiết Phương. Cái thế đó cho Lê Thị Tiết Phương. Rồi chốt liền giùm em nha 45k. 45k giùm em còn 3. Cái là chốt đó em 45.000 còn 3. 45 còn 3. Còn cái này thun băm 158 em sẽ dùng 30.000, comment mã là Dior 30 đi. Dior giùm em 30.000. Loan nãy là ơi siêu hot luôn á. Comment mã là Dior nha 30. Dior 30 giúp em nha mấy bà, đẹp quá. Mã Dior giùm em 30.000. Mã Dior giùm em nha 30k. Dior giùm em 30, mua thêm cái quần này đi, thật sự mặc rất đẹp. Chốt mã Dior giùm em 30 thun băm 158 nha. Thun băm 158 giùm em, in rất là nét luôn mấy bà ơi. Thun Loan á rất là hot. Rồi chốt mã giùm em là Dior 30. Dior 30. Dior 30 nha, lên mã đi rồi. Dior 30. Rồi comment mã là đen đi 19 luôn. Đen nha 19 giùm em tay dài. Rất là xịn. Rồi chốt mã đen giùm em 19 luôn nha rồi. Đen 19 giùm em nha. Đen 19. Đen 19 giùm em. Rồi sơ mi jean hàng 150 em sẽ cho mọi người 80 nha. Cầm em mã sơ mi jean 80. Sơ mi jean giùm em nha 80. Chân váy đen cho Nguyễn Thị Tuyết Mai nè. Rồi đen 19 cho Thùy Linh Nguyễn nè. Ok mọi người chốt sơ mi giùm em 80. Sơ mi đang rất là hot luôn á. Sơ mi đang rất là hot, 150 em sẽ cho mọi người 80 nha. Cầm em mã sơ mi giùm em 80. Sơ mi đó 150 em sẽ mọi người 80 á. Rồi sơ mi giùm em 40 luôn. Sơ mi bèo rất là hot luôn. Sơ mi bèo giùm em 40. Mã là sơ mi bèo nha 40. Sơ mi 80 cho Nhi Hoàng. Ok. Sơ mi 40 con nè, sơ mi 40 giùm em. Mã là sơ mi 40. Rồi con này khoác dù. Con này khoác dù giùm em luôn 49k, khoác dù giùm em nha 49. Mã là khoác dù 49 giùm em luôn. Để tiếp hàng qua chế, sơ mi 40 cho Thanh Trúc. Tiếp hàng chế.
Rồi con này giùm em là khoác dù nha mấy bạn. Khoác dù giùm em luôn 49k. Dù 49 giùm em, hết sơ mi rồi. Hết sơ mi 40 các bạn ơi. Dù nha 49k. Dù 49 giùm em. Trời ơi con khoác dù đó nó gọi là siêu hot luôn á. Dù luôn chì nó mà hot lắm. Cái con áo đỏ này em tặng cho mấy bạn. Dù cho anh Thư nè, anh Thư. Cái con đỏ này em tặng với bạn 29k. Mình comment liền cho em con này là đỏ 29.000 nha. Trời ơi tớp mặt đỏ thì còn gì bằng nữa. Trời ơi còn gì bằng mà không chốt mấy bạn. Đỏ giùm em 29k mua mặt tớp đi. Đẹp, tôi nói đẹp là đẹp. Đỏ 29 giùm em lên đơn liền. Còn số lượng, em còn số lượng luôn. Nhiêu hàng có đỏ 29. Em còn số lượng mấy bạn lên đơn đi mặt tớp đẹp. Linh đang có đỏ nè. Tuyết Phương có đỏ 2 nè. Rồi đỏ 1 cho Thanh Nhàn không có kèm số điện thoại. Thanh Nhàn ơi lên giùm chị cái số điện thoại các chị để đơn cho em là Thanh Nhàn. Thanh Nhàn không để số điện thoại để cho Kim Ngân. Thanh Nhàn chốt hàng không có số điện thoại để cho Thanh Ngân nha. Rồi xám giùm em luôn 29k xả lỗ luôn. Lỗ luôn đường nào cũng bán hết. Rồi chốt mã xám giùm em 29. Trời ơi mấy con này tao nói hot cực kỳ hot luôn, tay lỗ không gọng nữa. Rồi chốt mã xám giùm em 29 đi. Số sót luôn á, xám nha 29 nha. Cái này còn được 4 con à. Cái này còn được 4 con mấy bà chốt đi 29.000 mà tay lỗ không gọng vậy bà tìm đâu ra con áo này. Đó mặc kiểu gì cũng xinh chân, mặc phơm gọng được, mặc dấu quần được nha. Nó rất là xinh. Rồi xám nhiêu hoàng nè. Rồi 29k mấy bà rẻ lắm, mình chốt liền giùm em xám 29 nha. Xám 29 nha mấy bà ơi. Em kiểm tra lại mạng của em đi mai thôi. Trời, tại vì chị thấy mấy bạn cũng đang chốt bình thường đó. Rồi, áo chị mặc có bán 59.000 á tiếp mai. Rồi xám 29 cho chăm em nè. Rồi còn màu đỏ nhưng mà chút lên nha. Rồi chốt mã xám giùm em đi 29k phơm gọng đẹp nha mấy bà. 29.000 em đang tỏ lỗ chứ đang bán 60.000 không luôn á. Rồi mình chốt liền em con này là xám 29 em còn được 3 con. Xám 29 em còn được 3 con. Trời ơi lên cái sơ mi này coi đẹp quá luôn nè. Rồi cái này bà nào không chốt thì tiếc luôn á. Rồi hồng giùm em, hồng và hồng hồng. Xám 29 thì Linh đang hồng và xăm nha. Sumi cherry rất là cute, rất là dễ thương. Rồi chốt giá giùm em là 49k. Ủa nhầm, 45k giùm em. Váy luôn á, váy sumi vậy nè, thấy cưng quá, cho thấy cưng luôn. Nào, thấy cưng lắm. Rồi 45k giùm em nha. Hồng và xanh giùm em 45.000. Hồng và xanh giúp em nha 45. Hồng và xanh giùm em 45k. Mặc rất là cưng, đi trà sữa buổi tối mít thêm cái túi mini nữa là thấy cưng lắm. Rồi xanh cho Thanh Tâm nè. Rồi hồng và xanh giùm em, hồng 45 cho Thanh Tâm luôn. Hồng 45, xanh và hồng vậy bà ơi. Xanh cho bé heo nè. Ok còn hai xanh hai hồng. Chốt đi. Cherry của nó là cherry thiêu luôn, ở phía sau của nó có dây kéo. Rất là chuẩn, rất là xịn. 45.000 giùm em nha, quá trời đẹp luôn á, thấy cưng quá à. Váy hồng cho Linh Đan nè. Ok. Hồng cho Linh Đan nè, xanh cho Diễm My nè. Em còn một xanh một hồng, mấy bạn lên đơn liền đi 45k. Em còn một xanh một hồng thấy cưng lắm. Rồi xanh cho Vĩnh Hương nè. Ok, em còn một hồng. Em còn một hồng thôi à. Em còn một hồng mấy bạn lấy báo em đi còn hồng. Hồng đẹp. Hồng dễ thương nè. Hồng giùm em luôn 45. Hồng giùm em nha, cherry hồng nè, thấy cưng quá à. Cherry hồng mấy bạn ơi dễ thương lắm. 45k mít thêm cái túi trắng là hơi xinh rồi mấy bạn. Rồi hồng giùm em luôn 45. Hồng 45 giùm em. Hồng 45 nha. Cô gái giùm em luôn 40. Mã là cô gái giùm em 40. Ồ, chất của nó mứt ruột luôn á. Rồi cái con này đang bán 90.000 sale mọi người 40.000 luôn phân gọng giùm em. Cô gái giùm em luôn 40k tay dài. Tay dài luôn siêu hot luôn mấy bạn. Trắng giùm em 40 đi. Trời ơi xuất sắc. Trắng 40 giúp em nha. Lắp quá giờ sao ta. Cô gái 40 giùm em nha. Chẳng 40 giùm em. Lê Thị Tuyết Phương có nè. Cái hình linh của nó siêu nét luôn mấy bà. Đẹp lắm, thông thái giùm em nha. Chẳng 40 cái này sale lỗ không có lợi đồng nào luôn á. Chẳng 40 giùm em hoặc là cô gái 40 nha. Mấy bà thấy ổn chưa vậy? Người này comment lát, người kia comment lát vậy anh không biết sao luôn. Còn thấy mấy bạn này vẫn đang xem bình thường luôn á. Rồi chốt mã trắng giùm em 40 đi. Trắng 40 giùm em. Trắng 40. Rồi con màu riêu này em xe cho mọi người à. Không sáp boy nha, màu riêu em xe cho mọi người 29k luôn. Là cái giá cuối cùng là mọi người không còn gặp lại nữa ha. Rồi mình chốt liền giùm em con này là riêu 29.000 luôn đi, vải siêu đẹp luôn á. Rồi chốt mã cũng riêu đi, sắp bôi nè, mặt sau nè, mặt trước nè. 29k con màu riêu là siêu trắng da luôn. Rồi lên liền em con là riêu 29.000 giùm em nha. 29.000 phong gọng với 65kg vừa.
Rồi chốt màu riêu giùm em luôn đi, 29k. Tôm gọng dưới sóng 5 ký vừa. Áo chị mặc 59.000 nha Bích Hạnh ơi. Rồi chốt màu riêu giùm em 29 nha. Có lên đậm nhưng mà bóc chín chị mới lên nha. Rồi Linh Thùy Nguyễn Thị có riêu 29 nè. Mình chốt liền cho em coi là riêu nha bà ơi, 29k, phom rất đẹp, phom to dưới 65kg vừa á. Mặc dấu quần rất là đẹp luôn. Chốt mở riêu giùm em 29k. Riêu 29 giúp em. Riêu 29 nha. Riêu 29 cho Phương Oma. Riêu 29 cho Ngọc Thủy. Rồi chốt mở riêu 29.000 nữa rồi. Rồi xuất sắc. Quá trời đẹp rồi. Ôi. Đen giùm em đi 70.000 luôn, là cái giá em lỗ nhất luôn á mấy bà, không còn cái giá nào hơn luôn á. Rồi chốt mãi giùm em là đen 70k giùm em, phom rộng dưới 85 cái vừa giùm em luôn. Cái này là bomber luôn á mấy bà. Rồi chốt mãi giùm em là đen 70. Và màu dưới giùm em luôn 70, còn một đen. Một đen hai dưới nha, 70.000. Một đen hai dưới giùm em 70k, quá xuất sắc luôn á. Màu dưới giùm em luôn 70 nha, quá trời đẹp. Con này mẫu mặt rất là xinh. Rồi mình chốt mã dứa giùm em và màu đen nha, 70k hai áo. Dứa và đen giùm em 70 hai áo. Dứa và đen giùm em 70 hai áo nha. Rồi chốt liền giùm con này là vàng 29k. Vàng giùm em nha, 29 giùm em luôn. Chắc coi giãn cực kỳ. Rồi chốt mã vàng giùm em 29k. Dứa và đen 70 cho Dương Thiên Thanh luôn. Rồi chốt liền giùm con này là vàng 29k. Vàng 29 giùm em đi. Vàng 29 giùm em. Hover mới rất là đẹp. Rồi chốt mãi giùm em là xanh luôn 29k. Vàng và xanh giùm em nha 29k. Vải rất là ôm mấy bà ơi, mặc lên ôm người rất là đẹp luôn. Vàng và xanh giùm em nha 29.000. Vàng xanh giùm em luôn. Đen giùm em luôn nha 29k. Con này giùm em là crop top đen giùm em luôn 29k. Đen 29 giúp em luôn ha. Rồi con này đen 29 em được một à. Em còn có một đen à. Rồi mã này cầm em mã là tay dài đi 29k giùm em, có nút ở đây luôn. Quá xịn. Cái này là theo lỗ luôn á, tay dài giùm em 29 có nút nha. Có nút ở giữa. Rồi đen 29 cho Tiếp Mai nè. Rồi chốt mã giùm em là tay dài 29k. Dài 29 cho Nhiêu Hoàng. Ok, dài 29 cho Nhiêu Hoàng hết, hết đen hết dài. Dục hàng qua tiếp đi chế ha, dục áo khác rồi qua. Rồi, cầm em mã là tay dài trắng đi 29 luôn nè. Tay dài trắng nha mấy bà 29k. Mã là tay dài trắng giùm em luôn 29.000. Tay dài trắng 29k. Cái mã này là tay dài trắng nha, lên liền giùm em là tay dài trắng để hết nha mấy bà ơi. Tay dài trắng giùm em, trắng cho Nhiêu Hoàng luôn. Rồi cái set này là hàng cao cấp giùm em luôn, sale 40.000. Bộ ngủ 40, cầm em mã bộ ngủ 40 giùm em. Hàng cao cấp luôn nha. Mã là bộ ngủ giùm em 40. Tay dài trắng cho Nhiêu Hoàng hả? Nhiêu Hoàng rồi. Tay dài trắng Nhiêu Hoàng. Rồi cầm em mã là bộ ngủ 40. Bộ ngủ 40 giùm em. Bộ ngủ 40. Rồi con quần này xe cho mọi người 29k. Ngủ 40 cho Diễm My. Rồi cầm em mã là quần giùm em 29. Quần giùm em 29. Bộ ngủ để cho Dương Thiên Thanh. In Dương Thiên Thanh ra để đưa trên máy tính nha. Tí cho lấy hàng chi cho. Rồi quần 29 cho Dương Thiên Thanh luôn. Quần 29 cho Dương Thiên Thanh luôn. Trời ơi xuất sắc vậy, con len này tới 220.000 rồi. 220.000 em sẽ cho người 39k đi. Cầm em mã là len hồng giùm em đi 39.000. Len hồng giùm em nha 39k. Bộ ngủ cho Linh Đan. Bộ ngủ dựa cho Dương Thiên Thanh với Linh Đan để máy tính giấy nha. Rồi chốt liền em con hồng đi 39k. Hồng 39 giùm em nha bà ơi. Chân váy chị mặc nhiều quần gì? Rồi cái quần em đang mặc, quần em đang mặc 65 nha. Lên hồng cho Dương Thiên Thanh. Rồi chốt mã áo giùm em luôn 29k. Lên hồng hết rồi. Comment mã là thun đen 29. Thun đen 29 giùm em. Thun đen 29 quần cho Dương Thiên Thanh. Rồi chốt mã giùm em là quần trắng nha, 29k luôn. Quần này vải rất là đẹp mấy bà ơi. Vải rất là đẹp luôn á. Mấy bà chốt hàng kèm giá vô nha, như Nguyễn Tiết Mai thì chốt hàng không kèm giá mà. Để cho Mỹ Nhung Hồ luôn. Cái thun đen để cho Mỹ Nhung Hồ. Rồi cầm em mã là quần trắng giùm em luôn. Quần trắng giùm em 29k. Bộ ngủ để cho Hường Nguyễn luôn. Hường Nguyễn em bill để lên máy tính mình chế. Rồi quần chị mặc có màu xanh em ơi, chốt giá trên lời 65. Rồi quần trắng nha 29k. Quần trắng 29 giùm em luôn. Con khoác này em xe cho mọi người 65. Quần khoác này cầm em mã là khoác nhầm 60. Cầm em mã là khoác tím giùm em đi 60. Trời ơi cái vải của nó đúng dày luôn á. Khoác tím 60, quần trắng 29 cho Cẩm Tiên. Xuất sắc luôn á. Rồi mình lên liền giùm em mã là khoác tím đi 60. Khoác tím 60 giùm em.
quần chị mặc ok cho Lê Thị Tuyết Phương, ok Lê Thị Tuyết Phương. Rồi cái set này nha, tập gym á bạn sẽ chín mươi bảy ba chín ra, còn em mã là set tập gym thì em 39.000, set 39 là tập gym mặc đẹp lắm luôn á, set Fendi nữa bạn, mặc tập gym được đó nha. Cái chị mặc là quần em, không phải chân váy đâu, quần á, quần cái eo chị nhỏ quá nó rộng, mặc quần mấy bà đẹp lắm luôn á, này là quần không phải chân váy đâu, quần á. Rồi con này giùm em nha, là set 39.000, set này tập gym không được á Mỹ Như ơi, cái này là hàng sale rồi em ơi, em lựa là được giá vậy luôn á chứ không giảm nữa nha. Rồi chốt chốt cái này giùm em là set set 39.000, set 39 thì Dương Thiên Thanh nè, set 39 thì Dương Thiên Thanh. Rồi quần này em sẽ cho mọi người 9k, còn em mã là quần trắng giùm em 9k. Quần trắng 9k giùm em có một cái nè. À quần chị mặc có size XL luôn nha. Quần 9k cho Bích Hạnh nè. Quần 9k cho Bích Hạnh. Rồi chân váy da. Ồ đẹp quá, chân váy da 39k giùm em nha. Mã là chân váy da 39 giùm em nha mọi ơi, form rất đẹp luôn. Chân váy da giùm em 39. Mua 5 sản phẩm dưới like ấy, em ơi, dưới like là được tính giá sỉ, còn trên like chị không tính giá sỉ được. Rồi Nhi Hoàng luôn có chân váy da luôn. Nhi Hoàng có chân váy da luôn. Trời ơi, tâm mờ luôn á. 45.000 giùm em đi, quần nhung tâm rất là xịn luôn á, chọn nhận hàng con quần này xuất sắc nha bạn. Rồi chốt mẫu quần 45 giùm em luôn. Quần 45 giùm em nha. Quần 45, chân váy da hết rồi mấy bà. Rồi chốt liền giùm em con này là quần 45 đi, có con cái à. Quần 45 một con. Rồi quần legging 19 giùm em luôn, có con à. Quần 45 cho Nguyễn Tiết Mai. Chị Nguyễn Tiết Mai ơi, một tí chị lên đơn sau á, chị kèm số điện thoại giùm em nha, tại vì chị không có số điện thoại bây giờ. Em không để đơn được chị. Chị để kèm số điện thoại giùm em nha chị ơi. Rồi con này em sale cho mọi người 19k nha. Còn em mã là quần đen giùm em 19k. Quần đen 19, quần legging 19 Hà Vi. Mới vừa nhắc chị Nguyễn Tiết Mai xong Hà Vi lại không kèm số điện thoại với lại không kèm giá nè, không có để đơn được đó tình yêu. Rồi. Hải Vi phải không? Hải Vi, Hải Vĩ gì nè. Rồi để cho Hải Vĩ luôn. Rồi chốt liền em con này là hồng 39k ly, mặt siêu tiểu thư luôn mấy bà, mặt rất là tiểu thư. Rồi hồng nha 39k một con cuối cùng luôn, hồng 39 là không có hàng nữa đâu nha, hồng 39 giùm em. Rồi chân váy này em sẽ cho mọi người 29k. Cầm em bảo là chân váy giùm em luôn 29k. Chân váy 29 cho Nhi Hoàng. Chân váy 29 cho Nhi Hoàng, ok em yêu có được. Rồi cái con khoác này nó bị lem tay rồi mọi người, em sale cho mọi người 19k luôn ha. Bị dính màu đang tí rồi. Sale 19k luôn, khoác cái dù này tới 101 lần. Rồi comment mã là dù 19k giùm em. Mã dù nha 19 giùm em luôn ha. Chốt em cái quần xin cục trắng có thấy đâu trời. Khoác 19 cho Thùy An cái gì vậy chị Vy? Nhắn tin cho chị em yêu em chốt cái gì vậy? Rồi chốt liền em con này làm áo kiểu 25.000 đi. Áo kiểu 25, áo kiểu giùm em nha, 25k, áo kiểu 25 nha mấy bà ơi, áo kiểu 25, mã là áo kiểu 25, áo kiểu 25. Rồi con quần này em sẽ cho mọi người 39.000 luôn. Ồ, cái quần này bán tới 89.000 luôn nè. Khoác cho để chị đọc cho ai. Ừ đúng rồi, Thùy An á. Rồi comment mã là áo kiểu 25 cho Bùi Thị Bích Ngọc nhé, lấy nè. Rồi chốt mã là quần giùm em đi 39.000 à. Trời ơi, quần 39 thôi mấy bà. Quần 39 nè, cho quần 39 cho Hồ Nguyễn Thảo Trang nè. Hồ Nguyễn Thảo Trang với lại Hồ Nguyễn Thảo Trang với lại Nhã Phương. Nhã Phương luôn. Rồi, con này sơ mi. Trời ơi, thấy cưng ha bà. 39 ra đi nè, sao lỗ luôn 39 giùm em. Comment mã là sơ mi vàng giùm em 39.000. Sơ mi vàng giùm em đi 39 ra. Lên mã sơ mi vàng 39 nha. Cái này mẫu con cái à, bị teo á, teo á bà, nên bán giá vậy á. Sơ mi giùm em 39k. Ờ cái váy nè. Đẹp nè, vậy nè, đẹp vậy nè. Váy thiết kế giùm em có mút ngực luôn á. Hàng này tới 180.000 cái lần em xe cho mọi người. 65k con váy nâu này. Xuất sắc luôn á. Mặc đi tiệc tới nói sang nhất buổi tiệc luôn mấy bạn. Chốt liền giùm em con này là váy nâu nha. Váy nâu giùm em 59.000 nha. 65 chứ váy nâu giùm em 65 nha. Có hóa kéo phía sau, có dây tặc đưa luôn. Rất là xuất sắc con váy này luôn nha mấy bạn ơi. Rồi chốt mã váy nâu giùm em 65, săn được con này may mắn nha. Tới 100 mấy lận, tới 180 lận. Rồi chốt mã là váy nâu giùm em 65. Váy nâu 65 giùm em. Quần 39 nhỏ Phương có em ơi. Rồi áo kiểu đen giùm em nha. Áo kiểu đen giùm em 39 ra. Mã là áo kiểu đen giùm em nha 39.000. Áo kiểu đen giùm em chắc bo rip 39k. Áo kiểu đen 39 giùm em luôn.
Rồi con này là áo kiểu vàng dùm em nha. Áo kiểu vàng 29k, mã là áo kiểu vàng nha, 29k. Áo kiểu vàng dùm em luôn, 29k, chất vải rất đẹp. Đen 39 là ngọc vào, ok. Ngọc vào ok có. Rồi set ngủ dùm em 40 nha, set lịch cao cấp. Rồi vàng 29 cho Bích Hạnh, ok. Rồi chốt con này đi, quá trời đẹp rồi. Set ngủ dùm em đi 40.000, tao nói set này mặc bao mát luôn, bao bén luôn, bao nhức nách luôn. Rồi chốt mã set đe set ngủ dùm em đi 40k. Mát rưỡi à, set ngủ 40 đi, mát rưỡi luôn. Set ngủ 40 nha. Rồi con này dùm em là vàng luôn, 29 đi. Vàng sale 29 nha mấy bà ơi, vàng dùm em luôn 29k. Chốt mã vàng nha, 29.000. Vàng 29 dùm em nha rồi. Ngủ 40 cho Diễm My. Rồi vàng 29, con này cam dùm em luôn 29k. Cam 29 giúp em nhớ rồi. Mã là cam dùm em luôn 29k. Cam 29. Vàng với cam mọi người chốt báo em nha. Vàng 29, cam 29 giùm em luôn. Cái quần này tặng tương tác nè. Bà nào nãy giờ có tương tác tặng 1k. Quần ngủ mấy bà hoặc là quần tập gym rất là xinh. Rồi ngủ hoặc tập gym mấy bà nhỏ nhỏ người mặc mấy vừa nha. Rồi quần dùm em 9k. Quần 1k, 9k chứ đọc nãy đó. 1k, quần 1k. Thùy Linh Nguyễn là cam nè. Cam nè. Rồi chốt mã là quần 1k. Quần 1k cho Bích Hạnh nè. Quần 1k cho Bích Hạnh. Rồi chân váy này em xe cho mọi người 19k. Comment mã là chân váy 19 giùm em nha mấy bà. Chân váy 19 giùm em chắc là giãn luôn á. Chân váy 19 nha. Chân váy giùm em 19k. Nãy giờ có tương tác nhận được chân váy 19 nha. Nhiêu Hoàng có chân váy 19 nè. Rồi set này 45. Comment mã là set hồng giùm em 45. Cái quần đùi, một cái quần đùi và một cái áo dây dây bính vậy nè mấy bạn, rất là hot luôn. Rồi set này 45, comment mã là set hồng giùm em 45k. Set hồng 45. Set hồng 45. Set hồng 45. Rồi, áo kiểu vàng giùm em luôn 29k. Mã là áo kiểu vàng 29 nha mấy bạn ơi. Áo kiểu vàng 29 giùm em, chân váy kèm giá vô. Ủa chân váy hết rồi. Chân váy hết rồi. Rồi chốt mã giùm em là áo kiểu vàng giùm em luôn. Áo kiểu vàng 29k. Áo kiểu vàng 29 giùm em. Chân váy này 19 nha. Chân váy 19 giùm em. Chân váy ôm á là. Chân váy ôm giùm em nha. Rất là xịn. Chân váy ôm giùm em. Có gì có bên hồng nha. Chân váy ôm có gì có bên hồng. Ê có quần tay nữa. Tình yêu ôm tí lên cho. Và chốt mã chân váy giùm em đi 19k. Chân váy 19 giùm em luôn. Rồi cái quần này em xe cho mọi người 29k. Rồi cái quần này. Ê mọi người cái quần này thôi em tặng cho mọi người đi về. Mọi người chịu khó mặc thêm một cái quần mà. Quần kiểu ghen á, mọi người ra ghen bên trong giùm em nha. Trời ơi, nó siêu đẹp luôn. Đi cho mấy chị bên tao bao á. Em tặng cho mọi người 1k. Comment mã là quần 1k giùm em đi. Quần 1k là có đơn. Quần 1k. Rồi tiếp hàng ở đây chứ. Quần 1k là có đơn nha. Có 1k thôi đẹp lắm. Rồi cái quần này giùm em là quần da nha mấy bà. Quần da giùm em luôn. Quần 1k cho Thanh Nhàn. Rồi quần da em xe cho mọi người 29k. Quần da giùm em sao cho mọi người 29.000. Quần da 29k. Trời ơi cái quần này mặc rất là xinh. Đẹp lắm luôn á. Mã là quần da nha, 29k giùm em. Chốt mã quần da 29.000. Quần da 29 cho Nguyễn Tiết Mai nè. Ôi cái áo này mà nó dày cả ký lô luôn á. Khó quần da đấy bà. Cái áo này mặc sao đẹp. Cái này là khác nữa. Ủa này bạn xem nó khác. Ủa nó dày nè, 29k đi, nó dày quá. Tà lẹt mà đúng ảnh luôn á. Rồi 29 thì dày á. Có nón nữa. Rồi chốt mã giùm em là. Chốt mã là vàng giùm em nha, 29k. Nó dày quá dày luôn á. Có nón nữa. Vàng đi 29 giùm em. Vàng 29 nha mấy bạn ơi. Quần da 29. Cái quần này mới 1k nè. Quần da nó 29 nè. Chứ không thấy comment của Nhiêu Hoàng nè, Nhiêu Hoàng ơi. Rồi chân váy nhung nha mấy bà, chân váy nhung giùm em đi 39.000. Chân váy nhung rất là sang. Chân váy nhung giùm em nha, 39k. Bên trong có lót quần của mấy bà ơi, thoải mái giùm em đi. Cái này mặc thoải mái nha. Rồi chân váy nhung giùm em 39.000. Chân váy nhung 39 giùm em. Rồi thấy em nha người Nhi. Rồi chân váy be 29k. Chân váy be 29 giùm em luôn. Trời ơi, chân váy jean nữa. Đỉnh nhở. Chân váy jean luôn các bạn, 29 nha. Chân váy jean giùm em 29k. Chân váy jean 29 chắc co giãn luôn nè. Rồi con này giùm em 29 nha. Quần mà quần jean size này của nó là size ớt 29k. Vàng 29 cho Dương Thiên Thanh. Đúng rồi, cái vàng dày á.
đúng rồi. Rồi con này giùm em nha. Jean 29k, jean 29 giùm em. Mã jean 29 giùm em nha. Thấy em nha Phương Lê, thấy em. Rồi cái này size tầm L, lưng nó cao quá, size L đây 29 luôn. Rồi quần jean 29 là quần jean 29 với chịu Thanh Phương. Rồi con này giùm em là quần size L 29 luôn. Mã là quần L 29 đó. Jean 29 cho Thùy Linh Nguyễn Thị. Thùy Linh Nguyễn Thị có đơn. Rồi con quần này nó bị như vậy nè. Con quần này nó bị lỗi đang tí nè. Em sẽ cho mọi người 19 nha. Còn em mã là quần giùm em 19 cao, quần cao á. Quần 19 hồi nãy có hình như là có để cho Nguyễn Tuyết Mai á. Hồi nãy chị có để cho Nguyễn Tuyết Mai. Mấy đứa rồi lấy cây này xích ra xa tí một tí xíu. Ôi khỏi đi khỏi đi. Chị bẻ lên. Rồi con này giùm em nhé bà. Quần jean giùm em luôn. Mã là quần jean đi 29k. Xuất sắc luôn, quần jean đi 29 giùm em. Ủa nhầm nãy cái đó xe 19. Cái đó nãy em xe 19 á. Cầm em mã là quần mà quần giùm em quần trắng 19 nè. Mã quần trắng 19 giùm em nha. Đó cái chân váy, cái này là quần da, chân váy da đẹp quá. Ôi này miết hạnh xếp cũng xinh lắm rồi mấy bà. Này miết hạnh xếp cũng xinh lắm rồi. Đó xinh quá luôn á. Rồi tầm em mã là quần, quần 29 còn áo là 39 nha. Quần 29 còn áo là 39 giùm em mặc bao xinh quá gà nè. Quần 29 áo 39 giùm em đi. Trời ơi đẹp, cái set này là đẹp rồi mấy bà ơi, chốt set này mặc đẹp đó. Quần 29 cho Bích Hạnh nè. Áo này 39 giùm em nha, áo vải siêu đẹp luôn. Cái vải đúng đẹp luôn, trước bán 99.000 con áo đó mọi người, đẹp lắm. Cái vải của nó đã giả mang luôn. Rồi chốt mã áo giùm em 39.000. Áo 39 giùm em nha. Áo 39 giúp em nha rồi. Rồi con quần này em sẽ cho mọi người 29k. Còn em mã là jean giùm em 29 size ớt luôn mấy bạn. Em để lên là vừa cái tết em đang mặc luôn. Jean 29 giùm em nha. Jean 29 giùm em nha rồi. Jean 29 là có đơn. Mã jean 29 giùm em. Quần 39 đâu? Đâu có quần 39 đâu Nguyễn Khương. Cái áo 39 em, cái áo đó 39. Và quần này 29 nè. Chốt mã quần 29 giùm em. Quần 29 nha mấy bà ơi. Rồi cái này size L tầm 60kg luôn á. Là 60kg luôn á. Rồi mã là size L đi. Mã là size L chân váy giùm em luôn. Chân váy size L. Chân váy size L giùm em 29. Quần 29 cho Dung Ngọc. Ok, quần này cho Dung Ngọc nè. Quần này cho Dung Ngọc nè mấy đứa. Ừ. Rồi con này giùm em nha. Size của nó là size, size của nó là size L đó mấy bà. 29k, quần L 29 đi. Mấy bà 60kg là vay lại vẫn vừa chân váy á. Chân váy nha, có quần bên trong luôn. Chân váy giùm em 29. Chân váy 29. Ê, cái quần da nãy còn nè. Nãy còn thì chứ để cho Nhi Hoàng thôi. Nhi Hoàng ơi, cái này còn nè, để cho Nhi Hoàng đi. Nhi Hoàng nè, 29 á. Nãy chứ thấy Nhi Hoàng comment là da 29 á. Ờ, nè, để Nhi Hoàng đi còn khá nè. Là 29 của Nguyễn Phương, ok Nguyễn Phương. Ôi, còn cái chân váy da nữa mấy bà, sơ ớt luôn á. Ôi, chân váy da sơ ớt giùm em 29k. Chân váy da, comment bảo là chân váy da giùm em nha, sơ ớt 29.000 luôn. Kẻ lắm luôn á. Rồi chân váy 29 cho Nguyễn Phương luôn. Chân váy 29 cho Nguyễn Phương. Rồi comment mã là jean giùm em nha, 19k. Con này jean giùm em luôn 19. Chắc co giãn nha rồi. Jean 19 giùm em chắc co giãn. Ở phía sau nó sẽ vậy nè. Jean đi 19 giùm em chắc co giãn. Jean 19 nha. Sớt á, sớt giùm em. Jean 19 là có hơn. Rồi cái này comment mã là áo giùm em nha. Áo đen giùm em đi. Con này sale 39.000 vải rất là đẹp. Con này bán hàng Quảng Châu rất là đắt. Rồi chốt mã giùm em là đen nha. 39k. Chân váy da hết rồi mấy bà. Chân váy da hết rồi. Rồi chốt mã giùm em là đen nha mấy bà ơi. Cháo á. Đen giùm em nha. 39.000 giùm em. Có nơ thật. Rất là đẹp. Rồi đen giùm em luôn 39k. Mã đen giùm em 39.000. Đưa mấy chồng quần của con chế. Mấy chồng quần jean dài với lại jean sau lưng cương cậu lấy quần jean dài qua đi chế rồi. Rồi lấy thêm được á. Ồ đẹp quá nè, chân quần da đi mấy bạn 29k đi, mấy con quần nè không bao giờ phí luôn á. Lúc nào nó cũng đẹp chứ không nào, đẹp giả mang quá. Mà da mặc lên trời thấy xinh sao ha. Da mặc lên thấy xinh nè. Rồi jean 19 cho Kim Xuân nè. Rồi quần da cho Nhi Hoàng. Quần da cho Nhi Hoàng nè. Cái này sẽ ớt luôn nữa bà, hàng đang bán nha. Cái một trăm 35.000 em sẽ cho mọi người 95.000 trên like luôn. Ồ, cái quần này gọi là siêu phẩm, không có hàng bán nữa. Cầm em mã là quần ớt 95 giùm em đi, săn được con này may mắn luôn á. Quần ớt 95 giùm em nhớ rồi. Chốt mã quần ớt 95.
theo máy chủ chị thấy hai là chị cà lọc người đó à Bích Hạnh ơi. Rồi chốt mãi giùm em nè, quần ớt giùm em 95.000 nhẫn con quần này phải nó hết hồn liền, chắc vải nó siêu đẹp luôn á. Trời ơi, nó kèm cái đai này rất là xịn luôn. Rồi cho Phương Oman, Niu có đơn nè. Ôi mọi người, tới 135 lận, chốt trên like có 95 mà nó rẻ vậy đó. Mấy bà lên đơn liền để tôi bán lỗ chứ có lời đó mấy bà. Tôi bán lỗ đó mấy bà, lên đơn liền nha. Mình thấy là mình lên đơn liền. Tên là ha, tầm 55kg màu quay lại vừa cho tôi đi. 55kg quay lại vừa, cái quần quá trời hết luôn á. Chốt nha 95. Quần L 95 giùm em nha, nó hot lắm luôn á. Quần L 95 nha mấy bà. Đẹp quá à. Quần L 95 giùm em nha. Mã là quần L 95, rất là xịn luôn á. Quần L 95 nha. Quần đẹp không hả? Còn mấy mã đẹp cho mấy bà săn mặt tốt thôi. Cái này quần M nè, 95 luôn. Trời ơi, cái quần này đẹp nè. Trời ơi, nó gắt vậy rất là xinh luôn á nè. Đẹp lắm. Quần M giùm em nha, 95. Còn quần sọc á, còn quần sọc á Xuân ơi. Ờ, đưa cho mấy chồng quần sọc thôi luôn, Xuân ơi, trên quần sọc á. Ủa đẹp quá à, 95 giùm em size L. Size L nhớ rồi, có jean ôm, có jean ôm. Quần M cho Lê Thị Mỹ, Lê Thị Cẩm Tiên nè. Ok, Lê Thị Cẩm Tiên em có luôn á em. Rồi ok. Ok mọi người, giờ em lên hàng sale thôi, mấy mẹ em lên cái gì. Em có gì em lên đó là thông cảm ha. Cái mua cái quần này em tặng cái thắt lưng. Mua quần này em tặng cái thắt lưng, size của nó là size L, em xem mọi người 70. Size L em xem mọi người 70. Không có đen à Phương ơi, không có đen em ơi. Rồi con quần này size L 135, ở 115 em xem mọi người 70 luôn trên like. Bị sót con à, size L 70. Vải rất đẹp luôn á. Ê cái này để riêng treo shop đi, cưng có cái thắt lưng nữa, bỏ thắt lưng vô cho khách. Quần L giùm em nha 70. Quần L 70, bỏ cái thắt lưng cho khách nha. Quần L 70, có người shop nó chạy hết đi cục vậy. Rồi cái quần này size gì ta, size rồi size M, size M giùm em luôn 29k, mã là quần M, mã là quần M nha 29 nha mấy bà. Tôi nói đẹp là đẹp mấy bà ơi, cái quần này thích lắm luôn á. Mã quần M giùm em nha 29k. Mã quần M 29. Rồi cái này size L luôn rồi. Size L nè, size L size cho mấy bà. Cái này là big ghi luôn á, em size cho mấy bà 90. Big ghi, em size cho mấy bà 90. M cho Dung Ngọc, ok. Rồi mã này giùm em là size L, em sẽ cho mấy bà 90 phân bét ghi nha. Phân bét ghi nha, rất là xinh luôn á, có cái túi nữa nè. Ồ, xuất sắc nha. 90 giùm em luôn. Rồi 90 giùm em, mình lên liền giùm em mã là quần L 90. Quần 90 cho Nhung Khẩn nè. Quần 90 Nhung Khẩn luôn có đâu nha. Nhung Khẩn ơi, lựa đồ thì bán đi cục vàng ơi. Chị sắp hết hàng rồi đó, Nhung Khẩn lựa nhanh đi cục vàng. Ôi quá trời đẹp luôn, cái quần này size L 95 giùm em nha, quần là gống gọng. Ở cái quần này em có dành cái để mặc mà mọi người, rất là đẹp. Trời ơi tôi nói thật sự luôn, cái form của nó lên tới đây, lưng của nó rất cao. Tôi nói đỉnh chớp luôn, cái quần này tôi nói là tôi bán từ năm ngoái đến năm nay mọi người, nó hot cực kỳ hot luôn. 95, chốt mã quần L 95 nha. Ủa cái form nhức nách thật sự, mặc lên cái chân dài miên man nha mấy bà. Rồi quần L 95, mấy bà miết cho tôi cái clip tốt để mấy bà đỉnh luôn á. Nhiều cái vừa 55kg quay lại để em yêu Diễm My. Ở cái eo này có thể là 53 thôi mấy bạn. Cái eo này có thể 53 thôi. Nếu mà mấy bạn eo nhỏ mà đùi to vô tư dùm tôi đi. Eo nhỏ mà đùi to thì 55kg là ok đó nha. Rồi em là cho bé heo nè. Chị bé heo ơi, chị lên dùm em số điện thoại nha chị yêu ơi. Bé heo ơi, chị yêu lên dùm em số điện thoại đi chị. Có số điện thoại mới để đâu được á chị ơi. Cái này còn size L với lại size M. Size L với size M em xem mọi người 95. M với L size 95 nha. M với L size 95. Như cái hồi nãy luôn mà còn M với L 95. Rồi L 95 cho Diễm My nè. Rồi ôi ôi còn một cái em M. Còn cái em M 95 giùm em đi, quá trời đẹp luôn á. Còn cái em M nữa bà 95 giùm em nha. Đẹp quá, form nó cao lắm. Lưng nó cao giả mang luôn, Bích Hạnh có đơn nè tình yêu. Đẹp vậy trời. Ủa hết quần lắm đó. Quần trên đó còn một cái chứ. Tao lên coi vậy đi. Rồi, 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 vô với bà. Rồi, con quần này em xe cho mọi người. Size của nó là size ớt luôn mấy bà, size ớt luôn. 95. Size ớt em xe 95 luôn ha. Ủa, quần size ớt này 95, chờ chút đi cục vàng ơi, chờ chút đi Bích Hạnh ơi. Rồi, size ớt xe 95 nè, mấy bà săn quần này đi về mà không bao giờ phí luôn. Đang bán 135.000 nha, không bao giờ có giá rẻ hơn 95.000 này nữa đâu mấy bà. Đẹp lắm, mình săn đi thật sự. Cái này em còn size ớt nè.
Rồi chị Tiếp Mai ơi, nãy em nói là chị chốt hàng chị kèm giá, em không biết không có giá là khó tính tiền lắm á chị cầm em lại giùm em nha. Quần em quần số 95 nha chị yêu. Cái quần này chị để cho Tiếp Mai rồi, ô Phương ơi. Chốt hàng không đổi được cục vàng ơi. Rồi quần size M, em xem cho mọi người 29k, quần đùi size M có cái đai luôn. Quần đùi size M có cái đai em xem mọi người 29 nha. Cầm em mã là quần quần size M 29 giùm em nha. Quần size M 29, quần size M 29 giùm em. Có đai á. Quần M 29 giúp em. Và quần M 29 giúp Tiết Mai luôn, chị Tiết Mai luôn. Để chị Tiết Mai luôn. Rồi cái con này xanh lò, trời ơi mà nó gấp vậy nè. Đẹp giả mang luôn á. Ủa mấy con gấp người ta nói biết thêm cái áo tay dài trơn như em đang mặc nè mấy bèo. Xinh là xinh, xinh lắm luôn á. Rồi quần M cho chị, cho chị Nhi. Quần M chưa nha, để chị đọc để lúc lên mới được thấy cái comment. Quần M để cho chị Nguyễn Tiết Mai comment trước nè. Rồi mọi người chốt cho em mã quần L đi, 95.000. Rồi quần L 95 nãy lấy màu xanh nữa. Chứ là Diễm My hồi nãy tại chị dơ cái xám lên, em comment quần 95 gì để cho em cái xám của Diễm My. Lấy cái đó luôn được không em? Tại vì giờ hàng nó bỏ bill vô mất tiêu rồi. Rồi mọi người chốt cho em mã là quần L nha. Mã là quần L 95 nha, gấp rất đẹp luôn á. Nè rất là xinh mọi người, mấy con này đang rất là hot, mấy chị hot girl mặc rất là đắt. Bán mắc, bán rất là đắt mọi người, bán tầm 200 mấy thôi. Rồi chốt liền cho em con này nha, L95. L95 giúp em. L95 nha. Cái này còn còn xanh L không ạ? Rồi chốt mã giùm em là quần xám nha mấy bạn. Mã là quần xám giùm em có size L thôi à. Cái này mã là quần xám nha, em còn size L95. Mã là quần xám giùm em nha, size L95. Mã là quần xám nha, còn size L95. Cái quần này thì hot best seller nhà em mà bán quá nhiều rồi ha. Mã này rất là chắc, mặc rất là chắc mấy bạn ơi, đẹp lắm luôn á. Rồi chốt mã là quần L95. Quần L95 giùm em. Mã quần L95. Hồi nãy chị nói là chị còn một cái mà, hồi nãy chị chốt cho bạn kia rồi em chốt sao nữa. Rồi vậy vậy xả đơn ra đi em. Rồi để khi nào mấy bạn báo Diễm My á, hay Diễm My không có quần anh lợi Diễm My á, bỏ bio em chứ. Rồi chốt mã chân váy giùm em đi, coi giãn giùm em. Chân váy này size của nó size 29k đi. Cầm em mở chân váy size giùm em 29.000 nha. Mới đây à, mới quần mới đây à. Chân váy size giùm em 29, Diễm My màu xám nha. Cái màu xám kìa. Rồi chốt mã chân váy giùm em nha, 29. Không phải, quần dài màu xám. Chân váy coi giãn mấy bà ơi, 29k. Chân váy với Nhi Hồ. Rồi quần 3158 nha bà ơi, màu đậu giùm em luôn, sale 50k. Màu đậu nha em sale 50.000. Quần 3158 luôn, màu đậu em sale cho mọi người 50. Màu đậu nha, comment mã là màu đậu giùm em xem mọi người 50. Cái áo này 101 mọi người. 101 em xem mọi người 50 nha. Đây là eo nhiêu hả? Chắc eo tầm 75 á chị ơi. Chị bé heo eo tầm 75 á chị. Rồi mọi người chốt liền cho em con này xa. Con này là màu đậu nha, 50.000 luôn. Hôm nay là cái giá cuối cùng, không bao giờ nó rẻ hơn đâu mấy bà. Lỗ lắm luôn á, con này rất là đắt. Đó, con này rất là đắt nha em xem mọi người 50. Comment mã màu đậu giùm em 50.000. Rất là xịn, vải cực kỳ đẹp luôn. Mấy bà nhận hàng mới biết hàng đẹp như thế nào. Rồi Bích Hạnh chờ chút cho em ơi. Rồi chốt liền nha con là xám nha 50. Xám giùm em 50 nha rồi. Xám giùm em luôn 50.000. Mấy con này tớp mặt bao đẹp nha rồi. Tớp mặt rất đẹp luôn. Xám 50 giùm em nha. Xám 50. Cái màu hồng cô gái này siêu hot luôn á. Cái màu hồng cô gái này rất là đẹp nha mấy bà ơi. Màu hồng cô gái này cực kỳ xinh luôn. Dễ thương lắm nè. Hồng giùm em nha 50. Rồi chốt mã hồng nha 50. Hồng 50 giúp em nhớ à. Hồng 50 giùm em luôn. Hồng 50. Trời hình cô gái này dễ thương lắm. Rồi chốt mã hồng 50. Rồi đưa mấy con đùi ra chát cho mấy con đùi ra chứ. Hồng 50 nè, trắng 50, xám 50 và màu đậu giùm em 50.000. Vải không 3158 nha, siêu đẹp. Đây cái quần này quần jean xịn nữa bạn. Như cái hàng, như cái quần phong quần em đang mặc nha, nhưng mà cái này là loại xịn. Loại xịn giùm em màu đen. Trước em bán là 120 nhưng mà giờ em sẽ cho mọi người 70.000 trên like luôn. Comment mã giùm em là quần đùi 70 sơ. Mọi người nhớ không? Đợt trước mọi người chốt 120 đó. Cái quần này vải nó rất là xịn mọi người ơi. Xịn lắm luôn á, chốt nha. Quần hết giùm em 170. Cái này tới 120 là em sale 70 nha.
Vừa chốt liền cho em mã là quần ớt 70, quần ớt thì em 70, mã là quần ớt 70. Cái này em còn một đen một trắng, em sẽ cho mọi người 29k ha. Còn một đen một trắng em sẽ mọi người 29. Comment mã là quần jean đen hoặc là quần jean trắng giùm em 29k chắc co giãn. Jean đen và jean trắng nha, 29.000 chắc co giãn luôn. Jean đen và jean trắng giùm em 29k chắc co giãn. Rồi cái quần này em sale mọi người. Trắng 29 cho Mimi nè. Cái quần này size ớt. Sớt em sale mọi người 29k, comment mã là ớt 29 giùm em. Ớt 29 giùm em nha. Mã là ớt 29 nha em bạn ơi, form rất là đẹp luôn. Quần jean trắng hết rồi, Kim Ngân ơi, còn đen á em. Và chốt mã này giùm em là ớt nha, 29k. Quần size ớt giùm em 29.000. Quần size ớt giùm em 29k. Rồi quần ớt 29 cho Thùy Thanh. Rồi con này cũng là sơ ớt luôn, mọi người comment mã là quần quần sơ ớt thì em đi 25.000 luôn, nó hơi gắt một chút ha. Gắt này cũng là mặt rất là chất. Và chốt mã là quần sơ ớt thì em 25. Không. Quần ớt thì em 25k. Mã là quần ớt nha, 25 giùm em. Mã là quần ớt nha, 25. Quần ớt 25 giùm em luôn. Cái này còn được 2 em sẽ cho mọi người 29k. Cái này còn được 2 em sale cho mọi người 29 nha. Comment mã là real 29 giùm em, phong gọng dấu quần. Real 29 còn được đôi luôn á, đã chốt mặt đôi được. Quần ớt 25 cho Huyền Di. Cái này mặc một đôi được nha mà, còn hai con 25.000, ở 29.000 con. Comment mã là thun gil đi 29.000. Còn được hai cái nha bà. Còn được hai cái gil 29 cho Mỹ Dung Hồ. Còn một, em còn một gil. Gil 29 cho Nguyễn Tiết Mai. Chị Nguyễn Tiết Mai có luôn. Gil hết rồi nha, gil hết. Gil còn mẫu này nè. Em còn mẫu này. Em còn mẫu tiên mà Duy còn nè. Duy còn nè, ơi Duy còn hai cái nè. Duy còn hai cái để cho Dung khởi luôn nè. Dung khởi có hai. Ủa không phải, phải một à, còn một. Cái này biêu Dung khởi bỏ vô. Quận 25 cho hình giấy em. Bolo như thế nào, bolo dùm em màu Duy này, ta nói siêu hot siêu đẹp luôn. Rồi comment mã bolo đi 39k, 3 con. Được 3 con. Bolo dùm em 39 con này, trước bán 89.000 và sale 39.000 được 3 con nha. Và chốt mã là bolo dùm em 39k được 3 con. Đúng đẹp luôn á, mặc đôi cũng xinh nữa, mặc đôi rất là xinh luôn, nam mặc được nha các bạn. Và bolo dùm em nha 39.000, siêu đẹp. Vải rất đẹp luôn. Bolo cho Chương Bích Trâm nè, bolo cho Nhi Hồ. Em còn một, bolo cho Nhung Khẩn hết luôn. Bolo cho Nhung Khẩn luôn hết rồi. Trời ơi, quần này size L. Quần size L luôn, cao quá. Còn con luôn, bị sót con à. Cái mã này size L dùm em nha, 95.000. Đang bán 135 đó mọi người, chốt trên like có 95 thôi, rẻ giả men luôn. Rồi chốt mã là quần L dùm em 95. Eo tầm 75kg quay lại nha. Ủa, eo tầm 75 là quay lại vừa. Rồi chốt mã là quần quần L dùm em nha. Quần L dùm em 95. Quần L 95 cho Di Đào. Ê, lấy dùm cái mấy chồng quần tay quần đen á. À, mấy trong đỏ dục lại chứ lên luôn. Quần đen. Thế ở mấy trong quần ở đây nè, đi chế nào, đi chế nào, đi chế nào. Đúng rồi. Rồi chuẩn bị xăng một đống quần luôn nữa là quần đẹp không đấy. Rồi con này quần ống rộng size M. Quần ống rộng size M 55.000 giùm em luôn. Lên mã là quần M 55 giùm em. Cái này là quần ống rộng size M tầm 48kg quay lại giùm em. Quần ống rộng giùm em nha, size M 55k. Comment mã là quần M 55 giùm em, ra shop mua con này 120-130.000. Chốt mã cho mấy con quần này, tao nói mặc mặc thoải mái giả man luôn, mặc cái gì cũng xinh, cho mặc cái áo kiểu cũng đẹp, mặc cái áo thun cũng đẹp nữa. Đó, rất là dễ mặc. Rồi quần M nha, 55. Mã quần M 55. Quần M nè, 55. Rồi con này thun đen. Thun đen xe mọi người 45 đi, thun 3158 xe 45. Comment mã là thun đen 45 phơm rộng dấu quần. Thun đen 45, thun đen nha 45 chắc coi giãn. Thun đen 45, thun 3158 á. Thun đen 45. Rồi quần này 30, quần ống rộng 30. Quần 55 cho Ngọc Giàu. Thun đen kèm giá với Huyền Trâm ơi, không có giá Huyền Trâm mà không có giá, không có số nợ để đơn được em. Comment giá kèm số nợ vô nha. Rồi quần ống rộng đen 30. Mã ống rộng đen giùm em 30. Mã ống rộng đen 30. Rồi cái quần này còn số ớt không nè. Quần này 99.000. Quần này 99.000 em xe cho mọi người. Xe cho mọi người 45 luôn đi. Quần 99 trời ơi, nhận hàng cái quần này. Ê, để chứ cái nè.
để ghi như chế một cái, khung đen 45 cho Huyền Trâm lên kèm số điện thoại giùm em để ghi như chế một cái. Cái quần này quá trời đẹp và form rất đẹp luôn á, 45k nhận hàng phải cho phát tách ngay, trời ơi con quần này quá xuất sắc luôn á. Cầm em mã là quần ớt giùm em, còn sơ ớt chiếc xanh L, còn sơ ớt xanh L xanh M luôn, ớt M L giùm em nha, 45.000 nhận hàng cho phát tách liền mấy bà. Quần này quần hàng Quảng Châu giùm em luôn, quá xịn luôn, form quần rất là đẹp, chuẩn lắm luôn á bà. Rồi còn đủ sơ ớt M L đang bán là 99.000 quá bà, rồi chốt liền trên like giùm em 45k đủ sơ ớt M L. Quần 45 sớt cho Hà Vi, Hà Vi sớt nè, có Hà Vi sớt nè, Mỹ Như có nè. Rồi, di đào để một cái di đào luôn là có. Còn có cái là để di đào một nha em ơi. Di đào chứ để cho em một á, di đào ơi, còn có một à. Rồi, cái con này là một lít ghim xanh mà. Thôi, một lít ghim hàng tiện luôn, xe cho mọi người 45.000 đây. Quần lít ghim, cầm em mã là quần lít ghim 45 giùm em, hàng tiện thông thái á, thông thái luôn á nè, rồi rất là xịn luôn. Rồi quần legging nha, 45 quần legging 45 legging 45 đi, mua được con đó thật sự rất là đỉnh luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ok, rồi quần này size của nó là size L nè bà ơi, quần size L giùm em luôn, quá trời đỉnh là quần bích, quần bích ghi á, quần tay bích ghi. Em xem cho mọi người 70.000 con quần này luôn, bán 130 gì đó không nhớ nữa. Và chốt liền giùm em con này quần đi 70.000, size em, size em là size L 70 nha. Mua không quần này mặc cái gì cũng đẹp chứ, mặc áo thun áo kiểu gì tắt tàn tàn sơ mi đều đẹp nha bà. Form quần rất là chuẩn, rất là xịn luôn. Chốt liền giùm em mã là quần L, quần L giùm em nha, 70k cho di đào, quần L 70k di đào. Trời chút cái nào giờ em lên thì sao mà không cảm giùm em với em lên chứ, em bắt chúng nhiệm lên cái đó hả bà. Rồi mã là quần legging giùm em nha, quần legging quần le, quần le giùm em luôn 29k quần le nha, sẽ ấm nè mấy bà, rất là xịn, một cái áo thun giùm em rất là đẹp. Rồi 29k giùm em nha, legging nó coi giãn lắm. Rồi chốt mã là quần 29 giùm em luôn, quần 29k, quần 29 giùm em là có đơn nhanh tay mấy bà ơi, quần 29 giùm em. Chân váy giùm em luôn 29k, chân váy nha, 29.000 giùm em, chân váy đắp chéo nè, rất là xịn. Rồi chân váy sớt đó mấy bà, 29 giùm em luôn, chân váy 29 nha. Rồi chân váy 29 hết quần rồi, Nguyễn Thương rồi. Rồi comment mã là quần, quần giùm em luôn 29 luôn, mã là quần 29 giùm em, mã là quần giùm em 29 luôn ha. Chân váy 29 cho Nguyễn Tiết Mai, quần ống rộng á mọi người 29k luôn, quần ống rộng đó 29 nha, quần rộng đó 29.000 á mọi người. Quần 29 cho Nhi Hồ, rồi quần 29 cho em Tiết Mai, cái quần đầu á, quần đầu để cho Nhi Hồ. Rồi cái quần này để cho Tiết Mai. Rồi xuất sắc chưa, cầm em mã là quần tay giùm em đi 70.000, quá cho đẹp luôn á, size là size XL tầm 55kg đó, 55kg nha, đặt khóa kéo bên hông, đẹp quá luôn á. Rồi chốt mã quần 70 giùm em đi, form rất đẹp, quần 70 là có đơn. Cái gì vậy mấy đứa, quần đó để cho Tiết Mai. Comment mã giùm em là quần nha mấy bà ơi, quần giùm em 70. Quần 70 giùm em có quá kéo, quần này tới 130 lận mấy bà. 130 lận không bao giờ có giá rẻ hơn, rất là xịn. Quần 130 xe 70 nha, comment mã là quần mà. Quần XL xe 70. Quần XL xe 70. Pyjama nè em còn được. Ôi pyjama nè. Ui hàng cao cấp không luôn á, em xem 85 nha, đồng giá 85 hết nha. Rồi mình comment mã là cargo 85 nha, cargo 85 giùm em, hàng không đẹp không bao giờ bán luôn, hàng này ở shop đấy, 180 lận. Rồi chốt mã giùm em là cargo nhé bà, cargo giùm em nha, 85.000 nhận hàng mới biết bất ngờ, đừng chắc rất đẹp luôn. Áo này đúng không chị đầu bé ơi, đây chị, cái áo này em mới về luôn á, cái mẫu này là trước em cháy hàng liên tục luôn, không có hàng bán, giờ mới về em sell 49k trên like nha. Comment mã là trắng nu giùm em, trắng nu, trời ơi màu nu này nó xinh quá luôn mấy bạn, nu giùm em nha, trắng nu và đen giùm em luôn nha bà ơi, trắng nu đen giùm em 49.000 nhận hàng bất ngờ luôn, chất rất đẹp. Rồi trắng nu đen giùm em 49k nha, trắng nu đen giùm em 49.000, vải siêu đẹp luôn á nè, vải siêu đẹp luôn mấy bạn ơi, mặc lên rất là xinh, nó kiểu nó hết ngực của mình cực kỳ luôn nha. 49k giùm em, trắng nu đen giùm em 49.000, trắng nu đen 49 giùm em nha. Còn áo em mặc là lông Quảng Châu 59.000, 59.000 nhớ rồi, 59.000 thôi nha.
con quần này em sẽ cho mọi người 19k, còn em mã là quần xám giùm em 19, size của nó là size M, mọi người ngố coi giãn á, 19k, còn em mã là quần 19 giùm em, quần ngố 19. Quần ngố giùm em 19 nha. Mã là quần ngố 19 giùm em. Trắng nâu 49 cho chị Đào bé, ok chị yêu. À, ok Ngọc Dài chờ chị một chút coi. Ủa Ngọc Dài chốt Long Nguyễn Châu đen 59, ok em. Rồi chốt liền giùm em mã là bolo 39k, còn có con rồi bị sốt. Bolo giùm em 39 nha. Mã là bolo 39 giùm em. Bolo 39 giùm em, có con bị sốt. Bolo 39 nha. Rồi xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Rồi, xuất sắc luôn mấy bà. 29k cầm em mã là trắng 29 giùm em. Trắng 29 giúp em nha. Rồi. Trắng 29 giùm em nha. Con này không trắng nha rồi. Thun này bán tới 55-60 nghìn đó bà, không bao giờ rẻ hơn được. Trắng giùm em 29k có con à. Quần ngố 19 cho Mỹ Tú. Trắng 29 cho Hà Vi, Hải Vi. Rồi con này giùm em nhá bà, đậu đi, màu đậu giùm em luôn 29k phân rộng. Hết trắng rồi rồi. Rồi màu đậu giùm em luôn 29 con à. Mẫu con à. Màu đậu nha 29. Màu đậu giùm em 29. Rồi màu đen giùm em luôn 29. Mẫu con cái là bà đọc tên hai là hết á. Rồi màu đen giùm em 29, màu đậu cho chị Nhung Trần ghé lấy. Rồi màu này màu đen giùm em luôn 29. Màu đen 29 giùm em luôn ha. Màu đen 29. Rồi màu riêu giùm em luôn 29 nè. Màu riêu 29. Màu đen cho Thùy Linh Nguyễn Thị. Rồi con này giùm em là màu riêu. Màu riêu nha 29 luôn. Riêu 29 luôn. Mấy form này quá trời đẹp và form rộng á, đẹp lắm. Riêu 29. Riêu 29 cho Diễm My. Rồi con này giùm em là vàng 29. Màu vàng thì em 29 nha. Mẫu con cái là em đọc tên ai cái là mình hết hàng nữa. Nếu mà canh cái nào mà em chưa đọc tên là mình còn hàng, mình comment lại là được. Rồi con này là vàng thì em luôn 29. Vàng 29 thì em nhớ bà ơi. Vàng 29 làm gì có giá rẻ vậy đâu mấy bà ơi. Chỉ có thể là cái tại cái like này thôi luôn. Rồi đen thì em luôn 29 nha. Cái này có đen với nu. Cái này được 2 nu luôn á mấy bà. Được 2 nu giùm em nha, 2 nu. Rồi 2 nu một đen 29k. Đen 29 giùm em. Đen 29 và nu giùm em 29 luôn. Đen 29 và nu 29. Rồi đen 29 và nu 29 giùm em nha. Đen 29 nu 29 giùm em. À, dài không chết, qua mông luôn á, cục vàng, không rộng qua mông luôn á. Vàng 29 cho Mỹ Tú nè. Rồi nu 29 và đen 29 giùm em. Nu và đen 29 cao quá trời đẹp. Nu và đen nha 29 nha. Nu đen 29 giùm em. Mã là nu đen 29 giùm em nha. Nu đen 29 giùm em. Rồi cái quần này size L nè, size giống mấy bà 9k đi. Mã là quần L 9k, mặc ở nhà thì được nhá, là mặc ở nhà thì được. Và quần L 9k. Quần L 9k giùm em. Quần L 9k. Rồi tay dài nè, em size cho mọi người. Con này tay dài em size cho mọi người 30 nha. Áo gấu rất là đẹp luôn á. Tay dài cầm em mã là tay dài 30 đi, form rất là đẹp. Đây, ở phía sau là hình gấu, phía trước là dạy cho em nha. Tay dài 30 giùm em nha, rất là xinh. Rồi mã là tay dài 30, em còn được 3-4 con gì á. 3-4 con tay dài á, mọi comment mã là tay dài 30 giùm em, nó dữ không lắm. Rồi miết thêm cái quần đùi hoặc cái quần nhờ, quần ống rộng gì đó cũng đẹp chứ, mặt này rất xinh dễ mặc. Rồi, Di Đào có nè, Linh Đan có, em còn 2. Di Đào, Linh Đan có nè, em còn 2 á mấy bạn. Chốt đi đẹp lắm. Còn nỉ á, còn nỉ mà giờ chưa tới nữa. Vậy nè. Rồi tay dài cho Mỹ Nhung Hồ còn 1 à. Em còn 1 và chốt liền cho em đi, mã tay dài Moon Moon có luôn. Hết à, hết chưa à, hết nha. Rồi mấy em còn trắng và đen, cái này mặc cặp siêu xinh luôn nè. Cái áo này mặc cặp siêu xinh luôn nè ơi. Rồi trắng và đen giùm em nha, hình cái con này nè, con gấu Puccino nè cũng là mặc cặp, cái con áo này rất là xinh. Trắng hoặc đen giùm em 29 ngàn, có 29 ngàn thôi đó, rất rẻ luôn á. Trắng và đen giùm em 29. Đúng rồi đó, vàng. Rồi chốt mã giùm em mà trắng và đen giùm em 29 nha. À, có thi chứ không, đang bán đồ hay gì? Trắng và đen 29 nha. Trên thi đang bán đồ chứ gì? Điện thư á là đem len với lại quần đùi xuống như chết. Đem len với lại quần đùi dốc hết nỉ em xuống chế liền chứ la liền. Thanh Tiền có đen 29 ok. Trắng 29 là Thùy An ok. Rồi trắng và đen thì em 29 cao nha mấy bạn. Đẹp luôn đó, đẹp thật sự, cái này mặc đôi rất là xinh luôn á. Ghé lấy ok Thanh Tiền. Thanh Tiền ghé lấy để view riêng nha con. Ồ, trắng và đen thì em đi 29k, mặc đôi rất là xinh. Ừ. Trắng và đen giùm em 29k ghé lấy nữa rồi. Ủa nhầm, trắng và đen giùm em 29k. Hầu Nguyễn Thảo Trang nè, có trắng 29 nè. Rồi chốt mã trắng và đen giùm em nha, 29 còn ít à. Còn 3 đen, 3 đen 1 trắng là lấy báo em. 3 đen 1 trắng lấy báo em nè. Rồi câu khoác nỉ em xem luôn ha.
cho em coi xem nào. Dạ ok, chờ chị sáng. Rồi chốt mã giùm em là phát với mọi người. Theo mọi người 60 luôn là hết. Đổi một cái trắng thành hai cái đen 29. Cái trắng này ở Thùy An. Rồi bỏ cái trắng của Thùy An ra, lấy hai cái đen cho Thùy An á. Bill nào của Thùy An bỏ cái đó ra. Lấy hai cái đen. Xanh 65 cho xanh 60. Xanh 60 cho Thanh Tâm nè. Xanh 60 cho Thanh Tâm. Ok. Ok ok. Rồi cái set này cho mọi người 45 nè. 45 là nhờ hết hàng là cháy hàng luôn á. Set ngố giùm em nha. Cái áo này nha. Cái áo tay dài. Hết khoác rồi các bạn. Có 2 ngày nữa nha, em về phát rất nhiều nha. Tha hồ mà lựa. Rồi chốt liền giùm em mã set 45 đi. Rồi chốt mã set ngố 45. Set ngố 45. Set ngố 45 giúp em nha các bạn. Rồi chốt mã này màu dưới giùm em nha, rồi phơm rất đẹp luôn. 45 luôn đi. Phát 65 hết rồi mấy bạn ơi. Rồi chốt mã là màu dưới giùm em nha, 45k luôn. Màu dưới giùm em 45. 03158 nha, mới thông thường nha. Dùng qua đây. Rồi màu dưới giùm em nha. Rồi. Lấy len xuống chết luôn à. Len đó. Rồi màu dưới nha mấy bạn ơi, màu dưới giùm em luôn 45 03158 á. Rồi, chốt liền những con này quần đi, 19k. Cầm em mã quần 19, ok, để em cho chị xem chân váy cái nha. Rồi chốt mã quần giùm em 19 nha, quần này size XL. Tính là tầm 55kg quay lại á. Rồi quần 19 giùm em nha, quần 19. Ê, xuống đây lấy móc treo cái áo lên cho chết luôn. Hey, không, đâu hả? Treo áo lên đây cho chết hả? Đây chị ơi, chân váy nó rất đẹp luôn á. Ôi, chân váy chị nổi, siêu đẹp. Chân váy này mặc cái gì cũng xinh, chân 49.000 nha chị. Chân váy này mặc cái gì cũng đẹp chứ, đẹp lắm luôn á, gọi là quần giỏ váy luôn á nè. Bên trong là quần, bên ngoài là váy giùm em nha. Rất là xinh. Rồi 49k. Quần 19 cho Mỹ Tú. Rồi quần 19 cho Mỹ Tú. Rất là đẹp nha chị ơi, 49.000 đang có khóa kéo bên hông. 49.000 chân váy này quá là xuất sắc luôn. Mít diễn xinh như thế nào ơi, đẹp lắm. 49k vậy á. 49k nha. Rồi vô lên nha, lên đầu nha. Váy 49 ok chị Đào Bé. Chị Đào Bé comment lại giùm em là chân váy đen 49 đi chị. Chị Đào Bé comment lại giùm em là chân váy đen 49 nha. Quần tách ta giùm em nha, 29k. Mã là quần tách ta, comment mã là quần trắng giùm em 29.000. Mã là quần trắng giúp em nha, 29k. Quần trắng 29 giúp em luôn. Rồi. Chân váy 49 ở này nè, trắng 29 cho Thanh Tâm. Rồi quần trắng là quần chân váy đen chứ nhầm, chân váy đen cho Đào Bé rồi. Ôi nè, đẹp lắm luôn á, bộ này là LV. Comment mã là bộ LV giùm em sale 85.000 là cái giá em lỗ nhất luôn á. Rồi chốt mã là bộ LV nha, 85, bộ này nó sang. Vừa sang vừa tiểu thư giùm em luôn, tay ngắn rất là xinh. 85.000 vải không đẹp trả hàng giùm em đi. Vải không đẹp trả hàng nhớ là đẹp lắm luôn á. Rồi mình chốt liền giùm em là bộ LV 85. Quá trời xịn luôn á, LV nha 85.000. Ôi cái này còn đẹp dữ luôn nè mấy bà. Comment trắng giùm em đi 89 nha. Bộ trắng giùm em 89 luôn, bộ này rất là xịn. Ôi rất là xịn luôn á, phải gọi là siêu xịn luôn á. 89k đây nè. Có đẹp vậy nè mấy bà. Bộ này rất là sang, rất là tiểu thư á. Rồi chốt mã là bộ trắng giùm em nha, 89. Trắng 89 cho Thanh Tâm. Rồi trắng 89 cho Thanh Tâm. Rồi comment mã là bộ đùi nha mấy bà. Bộ đùi giùm em xem là 70. Comment mã là bộ đùi đi, 70. Mã là bộ đùi nha. Mã là bộ đùi giùm em 70.000. Hạn 180 anh em ra bán 70.000 đó mấy bà. Chốt liền giùm em mã là bộ đùi 70. Bộ đùi 70. Bộ đùi 70 giùm em. Trắng hết rồi chị Loan ơi, trắng hết không bộ rồi. Rồi bộ đùi 70. Bộ đùi 70 nha. Rồi cái này comment mã bộ nâu giùm em 79k. Nâu giùm em 79.000. Nâu 79 giùm em nha, màu nâu này siêu sạch luôn á bà. Mặc lên tôn da lắm, màu nâu này rất là tôn da. Rồi nâu giùm em luôn 79.000, phơm dưới 60kg vừa.
Nâu nhung khoảng 70 cho liễu đúng không? 70 cho liễu. Hết nâu nha chị ơi, em hết nâu á. Cái bộ này tay tay dài mình dài em theo cho mấy bà 85. Còn em mã là bộ trắng 85 giùm em luôn, tay dài mình dài nha. Vải rất đẹp luôn, 85 giùm em. Trời ơi, hàng người ta bán trăm mấy, em bán 85 ngàn thôi, rẻ giả mang luôn. Rồi bộ trắng giùm em 85. Trắng nha, 85 giùm em. Bộ trắng 85. Trời ơi, đứng lên ngồi xuống cái tấm mặt quá vậy. Bộ trắng 85 cho chị Đào bé nè. Ờ, bộ này nè. Sao mà sang quá vậy mọi người? Cầm em mã là hồng giùm em 85. Ơi màu hồng này sang quá luôn á. Cầm em mã hồng giùm em 85 nha. Kiểu nghiêng nghiêng về tiểu thư về sang ha bạn. Rồi chốt mã hồng giùm em 85 đi. Hồng 85 giùm em phơm với khói 10 kg á, 40-60 kg á. Hồng nha. Hồng giúp em. Hồng giúp em. Hồng 85 nhân khoảng rồi. Lấy thêm pyjama đi. Theo mấy cái này. Pyjama ở dưới xào. Pyjama ở dưới xào. Rồi comment mã giùm em. Comment mã giùm em là LV xanh 85 giùm em đi. LV xanh tay dài 85. LV xanh giúp em nha, tay dài luôn á 85. Rất đẹp, vải rất đẹp luôn á. LV xanh nha, tay dài 85. Mấy bà xanh đi mặc tết đỉnh đó. Mặc tết đẹp đó nè. Rồi là LV xanh cho Thị Loan. Ok Thị Loan. Rồi con này giùm em nha. Là kẻ, kẻ đỏ giùm em luôn 85. Mấy con này mặc không bao giờ mà mình bị xấu đâu, đẹp lắm, lên người mới xinh. Rồi comment mã giùm em là kẻ, kẻ đỏ giùm em nha 85. Tớ thì mặc màu đỏ chứ mặc gì nữa bà. Rồi chốt màu kẻ đỏ giùm em đi 85. Kẻ đỏ nha 85. Kẻ đỏ 85 cho Thị Loan. Kẻ đỏ 85 cho Thị Loan. Hết kẻ đỏ nha mấy bà ơi. Rồi bộ đùi này em sale 70. Comment mã là bộ đùi giùm em nha 70. Bộ đùi con gấu rất là cưng. Bộ đùi con gấu rất là cưng, em sale mấy bà 70. Comment mã là bộ đùi 70. Áo chị mặc 59 ngàn em. Thôi xem cái bộ nó đẹp không luôn. Rồi, chốt mã bộ đùi 70. Bộ đùi 70, xe 70, vải rất đẹp. Áo chị mặc 59 ngàn, hàng co giãn cực đỉnh luôn á. Đùi 70 cho nhung khoảng nè. Đùi 70 cho nhung khoảng nè. Rồi, mấy bộ này thấy cưng không á. Đùi 70 cho nhung khoảng nha. Ui, xinh quá. 79 ngàn đi. Comment mã là xanh đi 79 giùm em đi. Xanh đi 79 ngàn đó. Xe 79 ngàn nha. Mấy coi cái Burberry này rất là xinh, mặc lên người rất là xinh. Rồi xe 79 luôn. Comment mã là xanh giùm em 79 nha. Xanh 79 giúp em. Xuất sắc. Xanh 79 giùm em luôn. Xanh 79 cho hàng trăm. Rồi vàng luôn đi 79k. Tay dài quần dài luôn. Vàng giùm em nha, 79 giùm em tay dài quần dài luôn. Quá trời hot. Vàng 79 cho mấy bà ơi. Đẹp, tôi nói mặc mấy này nhìn nó sang người ta không á. Trắng da mặc rất là xinh. Rồi vàng với nhung khoảng nè. Vàng với nhung khoảng. Rồi bộ này comment mã là bộ dâu. Dâu ở đào đi, bộ đào xanh đi 85 nè. Dễ thương quá, dễ thương quá luôn á. Đào xanh giùm em nha 85. Quá thì dễ thương vậy. Mã là bộ đào xanh nha 85. Latin cao cấp giùm em luôn. Đào xanh 85. Đây, hàng của Sam cao cấp. Rồi mã là đào xanh nha 85, rất là dễ thương. Mã đào xanh nha 85. Đào 85 cho Dung Ngọc. Rồi mã xám giùm em nha. Mã này là mã xám giùm em luôn 85, gấu Puccino. Hàng của Trinh luôn, rất là hot luôn. Rồi chốt mã là, mã là bộ xám giùm em nha 85. Mã là bộ xám giùm em luôn 85, gấu Puccino rất là cưng. Rồi mã là bộ xám nha 85. Bộ xám nha 85. Bộ xám 85 giùm em. Còn màu xám nó mặc rất là xinh đó mọi người ơi. Còn vàng em còn bộ vàng nha. Bộ xám nó 85 nha. Rồi bộ này 79 cho em mã là 79 giùm em, mã là bộ bộ xanh đi 79 ngàn. Bộ xanh giùm em nha 79k, mặc nhà rất là đẹp nữa nè. Mặc nhà rất là xinh. Rồi chốt mã bộ xanh giùm em đi 79 ngàn. Bộ xanh 79 giúp em luôn. Bộ xanh nha 79 ngàn. Bộ xanh 79 giùm em. Đó, bộ xanh 79. Xanh 79 cho Khánh Di. Rồi cầm em mã bộ gấu đi 79 luôn. Gấu giùm em tay dài. Tay dài quần dài 79 dễ thương quá. Tay dài quần dài giùm em nha, bộ gấu 79 nha. Gấu giùm em nha 79k. Tay dài quần dài luôn, siêu dễ thương. Rồi gấu giùm em luôn 79. Gấu nha mấy bà ơi, họa tiết gấu rất là dễ thương. Gấu 79 giùm em. Gấu 79 cho Nhung Thoảng. Rồi quần dài tay ngắn 79k. Cầm em mã trắng giùm em 79. Trắng giùm em 79 nha.
chốt mã trắng giùm em 79k. Đẹp. Hàng của Latin luôn bà, hàng của Latin luôn. Và chốt mã là trắng thì 79 nha. Theo á. Trắng 79 chứ đâu có bán giá gốc được. Giá gốc là mấy trăm tháng. Trắng 79. Rồi con này em sẽ cho mọi người 70. Comment mã là đỏ 70 giúp em nha. Đỏ 70, đỏ 70 giùm em tớp mặc màu đỏ với bà cho nó may mắn ha. Nè, mặc tớp đến bà cũng được nữa. Rồi chốt mã đỏ 70 giùm em, thấy như chăm chu rồi, thấy như chăm chu. Rồi mình chốt màu đỏ thì tớp mặc đến bài cũng may mắn luôn mà nó. Nó tôi chốt màu đỏ thì tớp mặc đến bài bao ăn luôn. Chốt mã đỏ 70 giùm em. Mã đỏ 70 nha. Mang thì thôi. Rồi màu vàng này em tặng trời. Comment hả? Nãy giờ chị nào chút nhiều đó em tặng bộ này nè. Comment nở là bộ vàng em tặng cho mấy bà 19k đi. Rồi mấy bà hơi cứng cứng tuổi tí ha. Tầm cỡ ba mấy thì mặc cái này được, chứ em nhỏ nhỏ mười mấy thôi mặc mấy này không được. Comment mã tặng, tặng giá 19k nhé bà. Comment mã tặng 19 đi. Tặng 19 cái thanh tâm nè. Tặng cái thanh tâm nè. Và còn bộ tặng nữa nè. Comment mã là tặng đỏ 19 đi. Tặng đỏ luôn, tương tác nha. Tặng đỏ. Tặng đỏ giùm em luôn 19k. Rồi VIP. Sao vậy? Sao để cái logo VIP cho thanh tâm vậy? Là chốt nhiều hả hay sao? Tặng đỏ nha, tặng bộ đỏ cho Nhung Thẩm nè. Tặng bộ đỏ cho Nhung Thẩm nè. Còn mấy bà mấy bộ nào mà tôi nhắm là nó hơi dài dài một tí thì tôi sẽ tặng mấy bà ha. Kiểu như già là kiểu không phải như là nó xấu đâu, mà kiểu như là mấy bà tầm ba mấy tuổi thì mấy bà chốt mấy đó được. Còn tôi thì tôi trẻ quá, tôi không bán mấy cái đó được nên tôi tôi mới có mười mấy tuổi à. Rồi chốt mã hồng giùm em nha mấy bà. Hồng giùm em nha. Dễ thương quá à. 80 đi. Hồng giùm em 80 đi. Mickey nữa nè. Rất là xinh luôn á. Hồng nha 80 giùm em. Trời ơi. Chốt trên live về mở hẳn nguyên cái cửa hàng Bitama bán luôn đời luôn. Hồng 80 cho thanh tâm. Rồi con này giùm em là vàng nói bà. Vàng giùm em nha 80. Mở vàng 80 giùm em luôn. Hàng thiết kế luôn á bà, ghê không. Rồi vàng 80 nha. Cái này là hàng thiết kế luôn á. Ghê thiệt á. Vàng 80 đi. Còn nó mới được. Vàng 80 cho Nhung Thẩm. Vàng 80 cho Nhung Thẩm nha. Rồi màu hoa này em theo 50 luôn. Hoa nhí này là dễ thương nhưng mà nó hơi cứng tuổi tí. Hoa nhí này dễ thương mà nó kiểu nó tầm lớn lớn chút á. Rồi 50. Hoa 50 giùm em. Mã hoa 50 đi mấy bà. Hoa 50. Rồi bộ này em theo 79. Bộ này sale 79, comment mã là bộ trắng giùm em đi 79. Bộ trắng nha, 79 giùm em. Bộ trắng 79, hoa 50 cho liễu nè. Rồi chốt mã bộ trắng giùm em. Bộ trắng nha, trời bộ này xinh quá à. 79 ra, đẹp. Bộ này đẹp thiệt á. Bộ giùm em 79 nha. Bộ trắng 79 giùm em. Bộ trắng 79 giùm em. Rồi mã thiết kế luôn đi, comment mã là thiết kế hôm nay tặng cho mọi người với giá là 85.000 để cho nó sang nè. Ờ chắc vải Latin nó mới làm mướt ruột à. Rồi thiết kế đi 85 giùm em nha. Trắng 79 cho Như Quỳnh. Như Quỳnh sao mà mấy đứa kim cảnh báo vậy? Như Quỳnh không cho số điện thoại địa chỉ á tình yêu ơi, nhắn tin cho chị liền đi em. Nhung Khển có trắng 85 nè. Như Quỳnh cái đó không cho số điện thoại địa chỉ á chưa. Có số điện thoại địa chỉ hết ở ngoài hết hả? Thôi trên. Đi ra mau ngoài hết hả? Rồi hết hả? Rồi hết nhớ à. Hết nha anh, rồi tôi tận nhưng mà còn tôi sale chứ làm nó còn hết thì thôi. Còn hết rồi đúng rồi. Rồi con này em tặng cho mọi người với giá là 55.000 ha. Comment mã là nỉ đen giùm em đi 55, nó chán quá. Phơm to lắm dưới 65kg. Comment mã là đen giùm em đi 55k. Đen giúp em nha 55.000. Đen 55. Đen 55 nha. Đen 55 giùm em. Rồi sơ mi 30 nè, xanh 30, sơ mi này gọi mặt rất đẹp. Mặt chúng gọi là quần lết jean ngố á. Nó rất là xinh. Rồi chốt mã giùm em là xanh và này beo. Xanh và beo, nỉ 55 cho Mỹ Tú. Con này xanh và beo nha mấy bà. Xanh và beo giùm em 30.000. Xanh và beo 30. Xanh và beo 30. Lấy hả? Rồi con này, cái bộ này cắt tơ lụa nha em xe cho mấy bà 39.000 luôn. Comment mã là bộ pyjama 39. Beo hết nha mấy bà ơi, em beo hết còn xanh nè. Đổi qua xanh đi Bích Hạnh. Rồi con này giùm em nha, 39k. Vàng 39 cho thanh tâm. Vàng 39 cho thanh tâm. Beo không có. Beo lấy rồi mà. Chứ còn vàng, chứ còn xanh nè Bích Hạnh ơi. Hết beo rồi em.
Và chốt mã giùm em là trắng nha, 39k, trắng giùm em 39 ngàn, trắng 39 giùm em. Con này trắng 39 giúp em. Trắng hàng Quảng Châu không phải hàng thường nữa, là trắng 39 nha. Con nói trắng 39 giùm em. Rồi loe đi mấy bà ơi, loe giùm em luôn, sale bộ này 50k. Mã loe xám nha, 50. Loe xám 50. Loe xám nha, 50 luôn sale nha, 50. Rồi chốt mã loe xám 50. Có xếp nỉ luôn á. Rồi chốt mã loe xám nha, 50 nha mấy bà. Loe xám 50 giùm em nha. Loe xám 50. Cái quần này size giờ size quần ngố mà, quần ngố. Size của nó là size L luôn á. Size L giùm em nha, quần ngố size L sale 29k. Comment mã là quần L29 giúp em. Mã là quần L29 cho em lấy hàng nha mấy bà. Quần L29. Quần L29 để cho quần L29 để cho Di Đào nha. Di Đào nha, Di Đào nha. Rồi con này giùm em. Nỉ xanh giùm em đi 60 nha, nỉ xanh nha 60. Nỉ xanh 60. À, còn pyjama Hoàng ơi, còn pyjama nhưng mà chắc tối thì chiếc gọn cho. Tại vì giờ hàng lộn xộn quá cục vàng ơi. Tối được không? Tối xanh lai chế được không? Rồi, xanh 60 cho Thanh Tâm nè. Tối đây đi chứ lên cho. Rồi quần này sơ ớt nha, quần này quần nào? 100 hết áo xanh nữa mấy bà, quần này sơ ớt 120. Em sale cho mấy bà 70 nghìn đấy, sơ ớt á, 70 nghìn nha. Comment mã là quần đùi giùm em sơ ớt 70, xăng được quần này may mắn nha. Hôm nó đúng đẹp luôn á mấy bà, đúng xinh luôn á. Đẹp lắm, 70 nghìn giùm em nha sơ ớt. Xuống lại bán 135 đó mấy bà. Thanh Tâm có nè. Rồi set này 40 đi, comment mã là set ngố giùm em đi 40. Set ngố 40 giùm em hết quần nha mấy bà. Xích ngố 40 giùm em tối nay 8 giờ nha mấy bà ơi. 8 giờ tối nay nha. Rồi chốt mã xích ngố 40 nha. Có một xét à. Xích ngố 40 giùm em. Xích ngố 40. Rồi này hàng Quảng Châu 120 nè, phát lên. Em tặng cho mọi người với giá 80.000 trên like thôi nha. Chốt 80.000 trên like nha. Cái đó hết trắng rồi Bích Hạnh này. Cái đó hết trắng em. Rồi lên Quảng Châu mấy bà, chốt 80.000 trên like giùm em nha. Vải đúng đẹp luôn á. Len 80. Rồi quần này size ớt M. Quần này size M xem là 70 luôn nha. Quần M70. Comment mã là quần M70. Nỉ giờ hết rồi Thanh Tâm ơi, hết trơn nỉ luôn rồi em. Nỉ hết trơn rồi, nếu mà muốn canh nấu khác thì 2-3 bữa nữa nha. Quần M cho Di Đào nè. Quần M cho Di Đào nè. Chân váy này em xem cho mọi người 50. Comment mã là chân váy 50 giùm em. Chân váy đắp chéo rất là xịn luôn. Rồi chốt mã chân váy 50. Chân váy 50 giùm em lên Quảng Châu nha. Em lên Quảng Châu nha. Chân váy 50 cho Bích Hạnh. Lên Quảng Châu sang trên like là giá cực sốc luôn. Sốc nhất luôn á mọi người. Rồi cái áo này tới 100 mấy nè, 140 cái gì đó không nhớ nữa nè. Rồi xe cho mọi người 69k đi, trời ơi. Rõ xỉu luôn á, hồng 69 ha. Rồi hồng 69 nha, chị chốt trên like nha, xuống like không bán giá này được ha mấy bà. Rồi chốt hồng giùm em 69 đi. Lên Quảng Châu đi mấy bà, biết cái đoạn hot của cái áo này đó. Hồng giùm em 69 nha. Hồng giúp em 69 luôn. Trời ơi. Rồi trắng 89 đi, con này đang bán 120.000 luôn. Chốt trên like giùm em là 89k. Lên liền em con này là trắng 89 nha, len tay dài á mấy bạn, rất là hot. Len tay dài nha. Rồi comment mã là trắng giùm em 89 nha, con này form rất đẹp luôn á. Form cực kỳ xinh luôn mấy bạn. Trắng 89 cho Thanh Tâm. Có còn thôi mấy bạn ơi. Đẹp lắm, hàng đẹp lắm, mặc tốt được lắm nè. Rồi trắng đen nè, 69 luôn ha. Đen 69 giùm em nha mấy bà ơi. Đen 69 nha, còn hàng lắm, nhiều lắm. Rồi chốt mã đen giùm em đi 69 nha. Đen 69, mấy bọc mà đầu chốt nãy giờ để đâu ạ? Rồi đen 69 nha, đen 69 như Di Đào mà. Rồi cái này nhung cao cấp giùm em luôn, nhung cao cấp 130. Em sale cho mọi người trên like 101. Rồi giảm 20.000 trên like luôn. Bà nào chốt được trên like là giảm tới 20.000 luôn. Cái này tới 130 nha, màu đen nó cháo quá luôn á. Và chốt mã giùm em nha là đen nha. Nhung cao cấp giùm em, form rất tốt. Nhung đẹp luôn á bà. Và chốt mã là nhung giùm em 101. Nhung 101 giùm em. Đen cháo. Ok em. Ok
Nhung 101 ghi hồ giòn, ok em. Rồi, con này dùm em là đen nha, 75.000. 75.000 nha mấy bà ơi, chất rất đẹp không? Chữ theo dùm em nha, hoa nè, rất là xinh nha. Rồi chốt liền dùm em con này là đen nha mấy bà ơi, đen dùm em nha, 75. Ủa, nãy nó đen 75 không? Đen 75 nha mấy bà ơi. Đen 75 dùm em nha, chất rất đẹp luôn á. Đen 75 dùm em. Rồi ấy, con này treo lên đi hồi nãy chứ mới bán. Ê, con này nếu mà khách không chốt thì treo lên nha. Con này đang bán 120.000 nha, xuống là nhà 160k. Chốt trên line tính cho mọi người với giá 101 là sale lỗ nha. Chỉ tại vì nó bị sót trong cái lô này mới sale thôi chứ không bao giờ có giá là đâu. Rồi chốt mã là len giùm em 101. Đúng rồi, màu đen thì lên line với cháu à. Len 101 nha bà ơi, len 101 giùm em. Nè treo mấy cáo len lên. Rồi Di Đào chốt luôn rồi. Di Đào chốt luôn rồi, khỏi treo. Len 101 Di Đào có luôn. Rồi cái con váy này 160 không em treo cho mọi người 120 ha. Ờ mấy cái váy này ra trước mặt rồi mọi người mà khó giữ luôn á, nè thiêu nó đẹp giả mang luôn. Thấy em nho Phương Lê, thấy em nha tình yêu ơi. Rồi mọi người chốt liền em con này len đi 120 rẻ xỉu luôn á. Len 120 không tìm được cái giá nào mới rẻ hơn luôn. Len 120 giùm em nha. Rồi con này sale cho mọi người 120 luôn. Comment mã là đen 120 giùm em, xuống like bán tới 134 vẫn không nhớ. Ôi, rồi. Ủa đang chốt đồ mà. Đi đâu vậy? Rồi chốt liền em con là đen nha 120. Đen 120 giùm em mấy cái len nó để riêng giùm nó rồi đen 120. Rồi con này váy body em sale cho mọi người là 29k. Comment mã là váy tím đi, 29 em sale 29 nha. Váy tím giùm em sale 29k. Có đơn bắt địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. Có đơn bắt địa chỉ giùm em nha. Cái này váy tím cho Linh Nguyễn Thị gì đó. Nguyễn Thị thì đúng rồi. Thì Linh Nguyễn Thị. Thì Linh Nguyễn Thị. Rồi rồi con này giùm em là hồng 160 em xem cho mọi người 120 trên like luôn. Chốt trên like là lời lắm luôn mọi người. Hồng giùm em nha 120. Con này mọi người mặc được kiểu áo kiểu nè. Mà bảo hết mình gửi ra mình mặc một cái baga lên trong thành áo khoác. Rất là xinh. 120 comment mã là lên hồng 120 lỗ đúng là không có loại đồng nào luôn á. Lên hồng 120 xuống lại bán giá khác nữa bà, trên lại bán giá khác luôn hả. Trên lại là mấy bà mua giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi chốt mã lên hồng 120 lên cốm giùm em luôn 120. Mấy con này tết mặc á, mặc thêm cái quần jean ha, đi chút tết là bao có tiền lì xì nha. Tại vì nó nhìn nó kiểu nó thùy mị sao á chị á. Nói chung là nhìn chắc là người ta ưng mình là đúng rồi. Đi ra mắt nhà người yêu rồi đó các thứ. Mình mặc cái đó ha. Rồi con này len dùm em luôn. Len xanh nhạt đó mấy bà. Em sẽ với bà 75 nha. Len xanh nhạt dùm em 75 chất mà. Xuất sắc nha. Rồi chốt mã là len xanh nhạt 75. Len xanh nhạt dùm em 75. Xuống like bán 101 lận đó mấy bà. Rồi len tím dùm em. Len hồng dùm em luôn 75. Len xanh nhạt 75, len hồng 75 giùm em nha. Mấy cái form này vừa vặn là dễ mặc ha. Vừa vặn rất là xinh. Len này len Quảng Châu không phải là hàng thường đâu mấy bà. Hàng này rất là xịn. Rồi len hồng 75 cho bé tôi. Rồi len xanh nhạt luôn 75 giùm em đúng không? Len xanh nhạt 75 giúp em nha. Rồi cái này mắc cáo trong rồi mấy đứa. Mắc cáo trong rồi nè. Nè để mấy cáo Quảng Châu để riêng mấy miếng lên mấy chung. Rồi cái này len giùm em nha. Em xem 129k comment mã là len nâu 29 nha. Len nâu giùm em nha 29k. Len nâu 29 giùm em nha. Mở len nâu nha mấy bạn 29 nè. Len nâu 29 giùm em nha. Nâu 29 cho Di Đào. Ủa khung 3158 siêu VIP luôn á, 55.000 đêm lỗ đó. Và chốt mã giùm em là đen 55 nha. Cái hàng này về đợt đầu tiên luôn á. Đầu tiên là chất nó rất là xịn. Rồi chốt mã giùm em là đen 55k form nè. Nhìn form thôi đã biết ăn tiền ngay vậy. Rất đẹp luôn á. Rồi chốt mã giùm em là đen 55 đi. Màu đen nó chá lắm mấy bà. Rồi chốt đi đen 55 đi. Mấy con này bán lên đó mấy đứa. Đen 55. Rồi quần này em xem cho mọi người 39 nha. Quần trắng 39. Ê chốt cái quần này, chốt phim cá đó nãy mặc đẹp đó. Đẹp nhói là. Rồi quần giùm em 39 nha. Quần Betgy giùm em 39k. Rồi cái áo hồi nãy thì 55. Thành xếp đồ mặc đẹp lắm bà ơi. Rồi chân váy giùm em luôn 29 nha. Chân váy 29 giùm em. Mã là chân váy 29.
chân váy 29 là sale lỗ đó, chân váy tầng đó mấy bà, 29k ha. Chân váy tầng 29 giùm em nha. Rồi chân váy tầng 29. Rồi khoác giùm có thun 45 giùm em. Thun 45 nha, màu đen không mà lên la nó cháo quá. Đen giùm em 45k. Áo đen 45 giùm em, vải đẹp. Đen 45, quần 29 giùm em nha. Con này chốt set này đi bà mặc đẹp đó. Đen 45 quần 29 giùm em, chốt thành set mặc đẹp nha bà. Áo đen 45 còn quần 29. Quần size M, quần size M 29, quần cho bé tươi nè. Rồi, áo đen giùm em đi bà. Áo đen còn được 3 á. Còn 3 đen một trắng. Thun 45 cho Nhi Hoàng. Thun 45 cho Nhi Hoàng, ok. Em còn 3 đen một trắng nha. Màu trắng này rất là xinh. Màu trắng này thì mix chung với lại quần đen đi. Màu trắng thì mix chung quần đen đi. Màu trắng mix chung quần đen đẹp ơi, quần đen nó bị loan mà, bị loan màu á. Nó là màu loan á. Rồi chốt mã là áo trắng giùm em nha, 45. Rồi cái này chân váy em sale 29k, chân váy size L mấy bà. Chân váy size L có quần bên trong luôn. Rồi chốt mã chân váy giùm em 29, thêm một đen ok Nhi Hoàng. Rồi chốt mã giùm em áo trắng 45. Trắng 45 cho Huyền Trâm. Rồi chân váy này 29 nha, chân váy giùm em có quần bên trong, chân váy size L đó. Chân váy size L giùm em 29 nha. Chân váy 29 giùm em cho Nguyễn Thị Thảo nè. Chân váy 29 cho Nguyễn Thị Thảo. Rồi, chốt liền em con này màu dứa 50. Màu dứa giùm em 50. Màu dứa 50 giùm em. Màu dứa nha 50. Mít thêm cái quần này size L nữa. Quần 29 áo 50 mặc siêu đẹp luôn. Quần 29 giùm em áo 50, dứa 50 cho Huyền Trâm. Cái quần này 29k, mã là quần L 29 giùm em. Chân váy chốt cho Nguyễn Thị Thảo. Rồi quần cái gì vậy ta, cái quần đó, cái quần chứ mới chốt thôi, cái quần chứ mới giục xuống rồi. Rồi cái quần đó chốt cho Di Đào. Ủa cái màu hồng đất nè, xinh quá luôn bà. Hồng giùm em đi 50, hồng 50 theo lỗ luôn, hồng 50 giùm em nha, lỗ sắc mặt luôn. Hồng 50 đi, cái quần này 29 nè, quần này 29 em ơi. Có lô á, Di Đào có lô, nhắn tin cho chị đi em, lô tất kẻ. Rồi chốt hồng 50 tiếng phương. Con quần này co giãn luôn, size M 29 nha, quần size M co giãn, quần M 29 giùm em. Lên đúng mã là quần M 29. Nãy giờ mấy đồ chốt để đâu vậy Bèo? Rồi để đâu? Quần M 29 giùm em nha. Quần M. Cái xếp nãy giờ không giữ luôn lắm kìa. Rồi chốt ở chỗ cái nào? Quần M 29 cho Nguyễn My. Ê cái chữ Addison hot quá. Rồi lên liền giùm em con nào là áo 50. Áo màu dứa 50. Áo dứa 50 giùm em, còn quần là 29. Quần 29, áo dứa 50, quần 29 giùm em, quần là size L. Quần size L nha. Comment mã là quần L giùm em 29, còn cái áo 50. Quần L 29 áo 50. Áo 50 quần 29 giùm em lên liền nha. Rẻ quá trời rẻ luôn á. Chốt set này ra shop cũng 200 mấy rồi. Quần cho giờ Nhung Thẩm comment trước nè. Rồi chốt liền giùm em áo đi 50. Áo rẻ quá trời rẻ luôn á. Áo 50 nha. Lấy cơm đi mấy đứa. Cũng mới lấy cơm đi. Chưa không lấy cơm đi kia. Cái này sale ớt mấy bạn, sale 29k nha. Quần ớt giùm em 29.000. Quần ớt giùm em nha 29k. Quần sơ ớt giùm em luôn 29. Quần ớt nha 29k. Chắc coi giảng nha. Chắc coi giảng cho em mặc nó tôm đùi á. Quần ớt thì em 29 nè. Quần ớt nha 29k. Quần ớt 29 cho Nhi Hoàng. Quần ớt 29 cho Nhi Hoàng. Quần ớt 29 cho Nhi Hoàng. Ơi đưa đưa chém mấy cái này qua đây mấy đứa. Lên nè. Lên nó lên lên lên. Quần ớt 29 cho Nhi Hoàng ok. Quần quá trời đẹp rồi mấy cái len. Nói cái len này. Ủa tớp mặt đẹp nè mấy bà. Ôi cái này gọi là hoodie luôn á nè. Nó có nón luôn á nè. Rồi 39 nha. Ôi đẹp quá vậy. Cái cắt của nó nè. Rồi chốt mã lên nâu giùm em đi. 39.000 mua cái xứng đáng đồng tiền luôn. Nhận hàng cái biết xứng đáng ngay luôn á nè. Thấy em không? Nãy giờ em comment quá trời. Không thấy comment của Mai Ho luôn á em. Chị không thấy luôn á Mai Ho. Rồi lên nâu như ngầu nè. Rồi con này đi lên đen giùm em đi. 39.000 luôn nè. Chắc của nó nè. Nhận hàng biết ngay hàng xịn liền. Lên đen đi. 39.000 tôi giùm tôi đi mấy bà. 39 lên đen giùm em 39 nha. Tối nay có mấy bà 8 giờ đó.
tối nay nha. Thế là nhớ khung giờ like của em đi. Bây giờ em sẽ đổi giờ like cố định luôn, là 11 giờ và 8 giờ nha. Hôm nào mà em like 11 giờ tối 8 giờ mấy bà nhớ canh like, tại vì phải like 2 buổi để mấy bà dùng đơn. Nên like từ 11 giờ 8 giờ. Tối nay có phụ kiện nè, với giày, với dép nha mấy bà. Có rất nhiều luôn, tối nay có rất nhiều hàng, đủ hàng đó. Len đen giùm em 39. Ủa, cái len tập xanh này nó xinh nè, mà nó bị dính lan tí ha. Em sẽ giúp làm 19k đó. Len sọc xanh giùm em 19 và giặt lại giùm em nha. Rồi ọp nha. Tự nhiên bị sặc cái. Rồi bye bye mọi người nha. Rồi vậy nha mọi người ơi, ai có đơn bất thì chỉ giùm em nha mấy bà ơi. Len 19 cho Moon Moon. Ok. Len sọc á. Rồi, ai có đơn inbox địa chỉ giùm em nha. Các bạn nhớ nha, 8 giờ tối nay mấy bà đừng bỏ lỡ nha. Tối giờ 8 giờ mấy bà phải cố gắng coi like của tôi nha. Rồi, bye bye mấy bà nha. Cảm ơn mấy bà rất nhiều nha.